Alo. Có mà. Alo. Alo. Nhỏ xíu à. Đẩy tiếng lên thử coi. Alo, được chưa? Alo. Để mở đầu buổi giải đáp Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam ngày hôm nay buổi chiều 12 tháng 7 năm 2020, xin mời Phật tử Bảo Trang, cư ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi ạ. Dạ, xin chào Thầy cùng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con là Lê Bảo Trang ở Hồ Chí Minh, xin hỏi hai câu như sau ạ. Trong lời dặn dò đường về Phật giới, trường hợp công đức, phước đức bằng nhau có phần. Nếu quý vị phát ra được Pháp Trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử vật Phật ra. Con không thấy có nhắc tới trong trường hợp 3. Vậy phần này có áp dụng với trường hợp công đức ít, phước đức, ác đức nhiều được không ạ? Bây giờ đường về Phật giới nó có 3 loại. Một loại là công đức vô lượng. Tất nhiên là mình thức dậy là không ai, không bị thần nào dám lại gần mình, mà chỉ thần nói đó. Bây giờ Phật gia đã tạo được công đức về Phật giới cho tự do về. Tại vì cái Phật cái lần thứ nhất á, cái công đức mình nó sáng quá đi, thần thánh rồi gia tộc không có dám lại gần. Vì thế mà vị thần mới nói là cho tự do về Phật giới, không ai cả. Nhưng mà bây giờ người ta có nói nè, khi đi ra rồi cái điều khiển trung ấm thân bay thẳng ra khỏi 10 km thì kim có cái hoa tiêu của vị Phật rước mình về. Đó là đường thứ nhất. Còn thứ hai đó, nếu mình công đức phước đức bằng nhau thì nếu mà mình đi ra đó thì sẽ có người thử. Còn nếu mà công đức phước đức bằng nhau mà mình hiểu về Pháp Trần á, tức nghĩa là đi ra rồi thì mình hiểu Pháp Trần, mình cái tiếng Pháp Trần mình phát ra đó thì chư thánh không dám lại gần. Là vì cái Pháp Trần cái này nó có cái lực, nó có lực dương, mấy ông không dám lại gần đâu. Trừ trường hợp này không có là ông chặn á, thấy không? Trường hợp không có chặn thì trong cái lời dẫn dò người ta đã dặn kỹ rồi đó. Còn trường hợp thứ ba thì cũng vậy, nếu mình thoát ra được mà mình còn ít cũng được, mà nếu mình có Pháp Trần thì cũng không ai chặn mình được. Có nghĩa là ít nhưng mà đi ra mình vẫn phát được cái Pháp Trần. Rồi kêu mọi người cứ nói tiếng nhỏ hoài, nói phát ở trong cái cõi vô hình đó, thì nghe được cái tiếng nhỏ nó rất lớn chứ không phải nhỏ đâu. Còn mình ở đây thấy mình không nghe, chứ sự thật trong cái thế giới mà điện từ đó, tiếng nhỏ nó lớn lắm, người ta biết, người ta không lường gạt mình được. Thành ra con xin lại cái bài đó, con nghe là cho kỹ. Ta đã dặn rất kỹ về cái đường về Phật giới rồi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy cho con hỏi tiếp là nếu mà trường hợp công đức mà quá là ít và phước đức và ác đức quá nhiều thì Pháp Trần có thể sử dụng như là công đức vô lượng được không ạ? Nghĩa là mình thấy đường ông thần cho mình về thì đương nhiên là Pháp Trần sử dụng được. Trừ trường hợp là mình không có đi về Phật giới được thì Pháp Trần không sử dụng được. Bởi vì mình khi mà mình không được về thì sử dụng Pháp Trần không ăn thua gì hết. Bởi vì mình đâu có thấy đường đâu, mình nói Pháp Trần ta đâu có biết đâu, thấy không? Có nghĩa là ba cái, nhưng mà ít nhiều gì, nhưng mà nhiều sử dụng Pháp Trần là bắt buộc mấy ông thánh không gạt mình được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn Thầy ạ. Vậy cho con hỏi tiếp hai câu của mẹ con là Nguyễn Thị Vân ở Hồ Chí Minh, hai câu như sau. Một, trong lời dặn dò đường về Phật giới có phần, khi trung ấm thân bị thử 3 lần như vậy là đã bay ra 5 km rồi. Vậy nên cho con hỏi, khi hoa tiêu giả xuất hiện, Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu thình lình Phật ra cho chung ấm thân dừng lại. Vậy mình bay theo mỗi lần hoa tiêu giả này khoảng bao nhiêu km thì mình cho dừng ạ? Bây giờ mình thử 3 lần nữa nó đã ra khỏi dòng thánh rồi. Ba lần thử thì nó đã ra khỏi dòng thánh, không ai thử mình nữa. Ông thần thì ông cho mình về đó, hoàn toàn ông không thử mình đâu. Mình để ý mình có công đức mình muốn về, bởi vì mình sao? Ngày trước muốn vô thì phải thần cho vô, bây giờ về thần phải cho về mới được. Mà giờ thần cho về rồi thì chỉ cái ông thánh đó, thế giới này nó có hai cái cực. Một, tu theo thần thì giải thoát và giải thoát được. Tu theo thánh không giải thoát được. Con phải hiểu cái căn bản này, nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy là mình cứ thử hoa tiêu ấy, thì mình đi khoảng một lúc thì mình dừng, chứ không có phải xác định là mình đi bao nhiêu km thì mình dừng, đúng không ạ? Mình vừa đi ra thì thấy ông thánh ông đi trước rồi mình dừng lại. Thì đâu có cần dài ngắn. Có nghĩa là ông kia, ông đề ba, ông đi, mình cũng theo, mình dừng lại. Ông không biết, ông đi luôn, nghe không? Thì cái người thứ hai cũng thử vậy, mình cũng làm vậy. Mà thử trong 3 lần thì mình đã ra khỏi 5 cây số rồi. 5 cây số là do cái thánh quản lý. Thánh quản lý nó mới kéo mình lại được. Còn nếu mà qua 5 cây số không có ai thử mình được hết, nghe không? Từ đó mình mới đi thêm 5 cây số nữa lên 10 cây số thì qua tiêu thiệt nó xuất hiện. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 2. Trong lời dặn dò đường về Phật giới phần, khi chung ấm thân của Phật gia bị hoa tiêu giả thử 3 lần như vậy là Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi. Phật gia cứ điều khiển chung ấm thân của mình bay ra thêm 5 km nữa là có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn. Cho con hỏi, khi chung ấm thân bị thử 3 lần là đã bay ra 5 km, lúc này chung ấm thân tự điều khiển để bay thêm 5 km nữa. Vậy chung ấm thân tự điều khiển đi thẳng hay về hướng nào ạ? Điều khiển bay ra khỏi đất thì cứ đi thẳng ra. Chứ đừng có đi xéo ra. Mà đã đi, cái bài dặn dò mình đã hiểu được rồi thì cái phần này vẫn điều khiển là mình phải suy nghĩ là xuất hút cái đấng nên hút thẳng. Mình đi ra nó phải đi ra thẳng chứ đừng đi nghiêng, đừng đi xéo thì nó cũng ra nhưng mà xa lắm, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn thầy, vậy con đã hiểu rồi ạ. Tiếp theo xin mời Phật tử Đại Thành, cư ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh lên đặt câu hỏi. Dạ, kính chào Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, kính chào Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu và kính chào tất cả các độc giả xem nghe giải đáp Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam ngày hôm nay. Con tên Đặng Đại Thành, quê Vĩnh Long. Hiện tại con đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên con đặt hỏi với bác. Con thì cũng giống như đa số rất nhiều người tu học khác, thì hiện tại mặc dù là đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng mà có rất nhiều sự thật đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày mà con không biết. Ví dụ như là cõi vô hình. Vì đối với cõi vô hình thì con không thể nghe hoặc không thể nhìn bằng mắt được. Nên hôm nay con để giải tỏa các thắc mắc về cõi vô hình thì con có xin chỉ 11 câu hỏi đến hỏi bác. Đầu tiên bác cho con hỏi là các đạo thì thường hay nói về thiên thần thì chỉ ai ạ? Thiên thần là chỉ mấy ông thần nam, thần nữ mà trung niên người ta gọi là thiên thần. Cái thần này nó có bổn phận để làm nghi lễ đón tiếp tất cả các chư Phật đến thế giới này. Thì chư thần, cái này cũng gọi là chư thiên đó. Tất cả những người mà chư Phật hoặc Bồ Tát ở cái cõi khác đến đây thì những vị này chư thần, chư thiên nghinh đón. Vì thế mà trong cái lúc mà Đức Phật Thích Ca truyền bí mật Thiền Tông cái lần đầu tiên thì chư thần, chư thiên sẽ làm cái hành lễ này. Bởi vì trên đó có nói cái câu là cái tiếng của chư thiên ra, qua mạng Đà La của chư thiên rễ, là cái này là của thần. Thần mà thần trung niên á, thần nữ thần nam chứ không phải là nam không, thấy không? Thì cái cõi vô hình đó là chư thiên, người ta nói về cái chư thiên là nói cái thần này, nói cái thần này, cái thần nghi lễ. Trong cái thế giới vô hình rồi thần nó có cái là gọi là cái thần nghi lễ để tiếp đón những cái lễ lớn. Bên đạo nào cũng có cái này chứ không phải là đạo Phật không làm. Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác cho câu hỏi thêm xíu là nếu mà chư thiên vậy, chư thiên là nằm ở trong là có phải là thần không ạ? Chư thần là con của thần mà trung niên, cái nó ra khỏi cái dĩ thịnh niên, nó lên thành trung niên. Thấy không? Giống như mình đây đã lên 18 tuổi rồi đó. Nó gọi là trung niên. Đó là con của thần. Vì thần, con thần nó có cái bản nghi lễ để tiếp đón trong cái cõi vô hình này. Giống như mình ở đây, mỗi quốc gia nó có cái ban nghi lễ của quốc gia để tiếp đón những người lãnh đạo của thế giới đến, thấy không? Gọi là mình ở đây gọi là ban nghi lễ thanh niên nghi lễ, còn ngoài kia đó là chư thiên, chư thần. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, lúc trước với lại hồi nhỏ thì con rất sợ ma quỷ, mà con nghĩ là chắc không có nhiều người giống con á, là sợ ma quỷ với bóng tối. Vậy bác cho con hỏi là cái loài ngạ quỷ á, là chỉ cho ai mà? Thưa bác, mình ngạ quỷ là mình nói là cái loài cướp giật, đi ăn cướp băng giật ta. Thế giới này là ngạ quỷ, ở trên thế này gọi là cô hồn. Còn khi chết rồi thì nó thuộc loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó chia ra 6 đẳng cấp, mà 6 đẳng cấp nó có 15 loại. Một loại đó là từ 6 đến 15 thì nó là thập loại thánh hoặc thập loại của hồn, tùy theo người ta sử dụng đó. Đó. Thì cái loài ngạ quỷ mình tưởng đâu nó là, chứ nó là quan trọng nhất trong cái thế giới vật lý này. Thế giới vật lý này đạo lập thì phải do thần và thánh, hai ông này thôi, chứ không có ông nào lập đâu. Con người không lập được. Bây giờ bởi vì nói thiền tông nói ra rồi đó, thì cái đạo con người không lập được, mà chỉ thần thánh thôi. Trừ một người toàn năng toàn giác nó khác. Còn tất cả đạo đều do thần và thánh lập. Thì cái đi sâu vào tôi không nói, nhưng mà ai hiểu thiền tông thì sẽ hiểu được cái thần thánh như thế nào. Bởi vì đọc cho kỹ, cố gắng. Thời gian ngắn nữa thì tôi sẽ phát ra cái quyển giáo lý này nè. Bây giờ quyển giáo lý nó đang kẹt một chút xíu, tôi không nói ra chỗ này, thấy không? Thành đã cố gắng khi nào được đọc được cái này, bởi vì nó đọc được cái quyển giáo lý này là trở thành một người toàn giác, biết hết. Cái giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam nó rất quan trọng, mà rất tiếc có nhiều người ta không thích cái này. Thấy không? Chứ nếu mà dân tộc Việt Nam mà đọc được cái này thôi, ai cũng toàn giác biết hết. Người Việt Nam số 1 thế giới luôn. Rồi câu hỏi TV. Dạ, vậy bác cho con hỏi là cái loài ngạ quỷ đó khi chết đó thì thần tự hành có thực thi nhân quả được với nó không ạ? Bây giờ mình nói cái lịch sử của loài ngạ quỷ đó. Ở thế gian này anh làm bất cứ cái nghề gì mà chính quyền luật pháp không cột được anh thuộc về loại là cô hồn các đảng đó. Thì ở thế giới nó có nhiều cái tổ chức đó, gọi là mafia đó, chính quyền không làm được. Mà cái loại này nó chết xuống dưới thần sợ đó, thần sợ ớn ra lại này, không thực thi nhân quả được. Vì thế mà nó đưa vào cái loại ngạ quỷ. Cái loại này nó tự làm gì, nó tự làm, tự sắp xếp trong cái thế giới của nó mà. Bây giờ tôi nói là nó có 15 cái đẳng cấp, 15 loại mà 6 cái đẳng cấp, phải không? Đẳng cấp từ 1 đến 5 gọi là thánh. Từ 6 đi thì muốn cũng gọi thánh cũng được, mà gọi cô hồn ngạ quỷ cũng được. Nó đã ở thế giới này bất trị nó thì cái gói vô hình cũng không trị được nó. Ở đây luật pháp trừng trị công dân đàng hoàng, chứ không phải mấy cái ông cô hồn luật pháp không trị được. Thế giới vô hình cũng vậy. Thần thực thi nhân quả đối với người nào tuân thủ quy luật vật lý, còn không tuân thủ quy luật vật lý, thần không thực thi nhân quả được. Đó là nói về thừa kiệt ngạ quỷ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, như vậy không lẽ là ở giữa dương gia âm phủ đều bó tay với lời ngạ quỷ sao bác? Không phải bó tay mà sợ nữa, chứ không phải bó tay nữa. Nên nhớ rằng bây giờ mình ở đây, thí dụ mà có cái tổ chức nào đó mà chính phủ không làm gì được nó thì đương nhiên là phải bó tay với nó. Bây giờ này nhiều nước trên thế giới nó có các bạn mafia, biết nó có mà không thực hiện, không tiêu diệt được, mà đi lạng quạng nó giết mình, thấy không? Thì mình may mắn nước Việt Nam mình nó không có cái này, nó có nhỏ nhỏ thôi chứ không hơn. Có nhiều nước lớn nó có cái này. Vì thế mà trên thế gian này kêu mà dương gian âm phủ đồng một thứ. Trên này nhà nước không, luật pháp không cột được cái loại này, thì dưới âm phủ cũng vậy. Thần phải bó tay là với mấy cái ông ngạ quỷ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, như vậy thì làm sao mà con người hay là những cái người tu á có thể là không lầm với lời ngạ quỷ bác? Bây giờ người tu muốn không làm ngạ quỷ thì phải đi học cái giáo lý đạo Phật qua học Thiền Tông. Còn không có học cái này thì hoàn toàn lầm hết. Thế giới này tại chưa có ai hiểu cái thế giới này là cái gì. Bây giờ là tất cả này, bây giờ tu bất cứ đạo nào không hiểu cái thế giới này là cái gì. Chính mình không hiểu mình, đối tượng mình tu mình không hiểu cái đối tượng mình tu nữa, thì làm sao mình hiểu được cái thế giới này được, thấy không? Muốn tu mà không hiểu, muốn không sai được thì thế giới vô hình phải hiểu nó. Còn mình mà không hiểu cái thế giới vô hình thì hoàn toàn tu sai, hoàn toàn. Tu sai thôi à, chứ không phải mê tín. Tu sai, mê tín nó khác, tu sai nó khác. Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác cho hỏi thêm là giống như cái con người thì thường có thần thức á. Vậy thần thức là gì hả bác? Thần là ông thần, thức là biết của ông thần. Tất cả đi mình ở đây, ông thần với mình là một. Nó đeo sát mình là sao? Đeo sát mình làm cái gì thì ông biết, đưa vô trong cái tàng thức của mình ông biết. Vì thế mà ông mới thực thi nhân quả. Mình đang sống đây, tự nhiên cái mình tới số rồi, tự nhiên cái mình đang chạy xe ngon lành đó, tự nhiên mình chạy ào ào lên, đụng vô xe cái rầm mình chết. Ai xúi mình, ổng đó. Đó là thực thi nhân quả thế giới này. Khi mình chết, thực thi nhân quả bằng cách là nhìn trong trung ấm thân mình có cái gì đâu đó, thực thi nhân quả gì cái đó. Nó trong mình đó, tuy là có tánh Phật, tánh người và tánh thần. Nhưng mà tánh thần nó không được xếp vào của mình, mà là những cái ông quản lý mình. Vì thế mà ta gọi là ai cũng có cái thần thức, nhưng mà người ta không hiểu cái thần thức là cái gì. Rồi nhiều người mà trên triết lý ấy, họ nói nhiều thứ về cái này, nhưng mà sự thật họ không có bình luận nổi cái chữ thần thức. Thần thức thì cứ biết con người. Vì thế mà tôi không nói cái đạo này, có cái đạo nói là hai bên dây giáp thánh thật. Chính cái đạo nói rất đúng, nhưng mà không giải thích được cái thánh thần là cái gì, thấy không? Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải được thánh thần thôi, còn đạo Phật bình thường hoàn toàn không biết. Duy nhất chỉ có Thiền Tông. Mà Thiền Tông đến cái mức mà gọi là giải mã gần hết rồi thì mới giải mã được cái thánh thần này, chứ mới vô đầu không dám giảng cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác cho hỏi, vậy thì làm sao mà hiểu là chánh tín và tà đạo, và làm cách nào để phân biệt được hả bác? Cái chánh tín đó, mình tin là tin đúng, cái gì cũng phải đúng hết, đó là chánh tín. Tà đạo mình tin sai sự thật, thấy không? Mình tin sai và sự thật. Nhưng mà cái tà đạo này nó xếp vào cái loại lừa người ta. Anh tin mà anh đi lừa người ta, nó thuộc về tà đạo. Còn anh tin mà anh đừng có lừa cũng không sao, anh thuộc về mê tín thôi, chứ không có phải tà đạo. Tà đạo là anh sử dụng cái đạo đó mà anh lừa người ta, gọi là tà đạo. Còn chánh tín, anh tin cái gì cũng phải đúng hết. Thế giới này cái gì cũng đúng hết, chứ không phải là Thiền Tông đúng. Tất cả cái tôn giáo ở thế giới này đều đúng hết, chứ không có sai nào tà đạo hết, mà là chánh tín hết. Bây giờ tôi suy nghĩ nè, ví dụ anh nói bây giờ tôi muốn đi ra biển chơi, Anh muốn lên rừng thì anh nói người ta ra biển là thằng tà đạo, không có đúng. Tại vì ta muốn ra biển, còn anh lên rừng nó khác. Chánh tính theo cái biển và chánh tính theo cái rừng, hoặc là chánh tính đồng bằng, hoặc là chánh sống sông ngòi. Cái gì nó cũng chánh hết. Vì thế mà đạo thường thường tổ chức là chánh tính hết, chứ không phải đang mê tín đâu. Nhưng mà nếu mà anh nói á, mà anh nói mà cái chuyện anh làm mà nó không đúng thì gọi là sai thôi, chứ không phải là mê tín, là làm sai. Bởi vì thế mà ai mà hỏi sâu về các cái phần tổ chức tôi sẽ nói cho nghe. Giờ hỏi tới đâu tôi nói trả lời tới đó thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Ủa bác, nhưng mà bác cho hỏi thêm chút xíu là giống như vậy, cái đúng đó đó bác. Giả sử như mọi đạo lập theo cái đúng và mọi người lập theo cái đúng thì cái đó là chánh tính của người đó hay của đạo đó. Vậy thì còn tà đạo thì giống như có những người là nhìn nhận vấn đề đó, nhưng mà có người nhìn theo đúng, có người nhìn theo lại sai, thì cái đó thì thế nào hả bác? Bây giờ có cái đạo nè, ví dụ trong đạo Phật có cái pháp môn Tịnh Độ, anh tu lên trên cõi A Di Đà, anh là chính tính đó, chứ không phải là tà đâu, chính tính. Bởi vì tôi muốn lên hưởng đó, tôi hưởng phước mà, làm sao là tà được? Rồi các đạo khác lên tu lên thiên đàng cũng là chánh tín, chứ không phải mê tín đâu. Bởi vì giống như ở thế gian này tôi nói là anh muốn đi đâu là phải là đi đó, chứ đâu phải anh đi núi mà bây giờ anh biểu ai cũng lên núi anh, không được. Có nhiều người đi ra biển, đi sông hồ hoặc là đi vô rừng, mỗi người đi đâu nó đúng đó. Nhưng mà có một điều là vậy này, anh nói đến cái chỗ đó mà sai với cái công thức đó thì anh gọi là tà đạo, anh lừa người ta. Thí dụ bây giờ đi lên thiên đàng sống đi, anh nói lên trên là sống đời đời, không đúng. Trong thế giới quy luật nào có đúng cái chỗ nào được? Trong thế giới này không có cái chỗ nào mà gọi là đời đời hết. Muốn đời đời phải đi ra ngoài sức hút trái đất này. Nó chỉ là nói là sai thôi, nói sai chứ không phải là mê tín, nó là sai. Thấy không? Còn cái mê tín nó nặng lắm. Rồi, con hỏi tiếp đi. Bác cho hỏi, giống như pháp môn Thiền Tông mình ra đời để giúp con người giác ngộ giải thoát. Vậy thì tại sao có những người mà cướp lấy của bác để làm gì ạ? Thưa bác. Cái cướp này nó có hai cái loại. Một là tham vọng, cái tưởng tham vọng. Thứ hai, có người thuê. Có người thuê làm thuê đi cướp riêng, chứ không phải tự nhiên không ai làm chuyện gì đâu. Một là anh tham vọng, hai là đi làm thuê cho người ta. Có vậy thôi, nó có hai cái. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Bác có thể giải thích rõ con hơn về vụ tham vọng với làm thuê không bác? Bây giờ cái tham vọng là mình muốn cho mình nổi tiếng, rồi có tham vọng cho nó. Mà nơi cái này nếu mình nó giải thích sâu á thì nó mít lòng nhiều, chỉ nói về tham vọng thôi. Mình muốn nổi tiếng lên. Chứ sự thật á, cái Thiền Tông mà ra đời mà, bởi vì trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói là người nào mà xâm phạm cái này nguy hiểm vô cùng. Tôi chỉ nói nguy hiểm thôi, mà ông Phật nói chết luôn. Thấy không? Thì bây giờ con hỏi nói về tham vọng thôi, chứ không nó phân tích được nhiều. Còn phân tích được nhiều thì không trả lời trong đại chúng được, mà phải trả lời riêng rẽ. Thì tôi sẽ nói cho nghe. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, giống như giáo lý Đạo Phật học Thiền Tông mà chuẩn bị ra đó bác, thì có mấy loại và cái quyển đặc biệt, nếu mà muốn tìm mua thì tìm mua ở đâu hả bác? Bây giờ dễ, giáo lý này dễ thì mấy cái ông mà học cao thì ông nào cũng có. Thứ nhất cái tổ chức, bây giờ cái ông mà mấy ông mà tiến sĩ Phật học ông nào cũng có. Nếu là học cao là ta học cái gì ta cũng biết hết. Thì cái gì Đức Phật dạy đều người ta đều biết hết. Tìm mấy ông đó, tìm sẽ có. Ở trong thế gian này cái gì mà anh không hiểu về văn học thì kiếm mấy ông tiến sĩ văn học, ông sẽ giải thích cho mình. Còn ở thế gian này nếu mà mình về đạo Phật không hiểu thì kiếm mấy ông tiến sĩ Phật học, ta giải thích cho mình, ta chỉ cho mình. chứ ngoài ra đừng có đi tìm việc khác, nó không đúng. Thế gian này tiến sĩ là cao hơn. Anh muốn học về y khoa mà học rắc rối nhất thì hỏi mấy ông tiến sĩ y khoa, ông nói cho nghe, nó chuyên ngành mà, tiến sĩ chuyên ngành. Anh muốn tìm cái này thì phải tiến sĩ Phật học thì sẽ giải thích cho nghe. Rồi hết tiếp đi. Dạ bác, thì giống như bác cho hỏi thêm chút xíu, giống như ở Việt Nam mình á thì cũng có nhiều quý thầy tu hành á, thì bác có biết được cái vị nào đắc đạo không ạ? Dễ ở ông nào nói giỏi ông đã đắc đạo. Ông nào mà nói thao thao bất tiện nói lại, ông nào á mà nói cái gì đó cũng được là ông đã đắc đạo, mà phải đi tu ha. Còn mấy ông thường là lẻo mép thôi chứ không có đắc đạo vậy đó. Ông thường là lẻo mép, còn cái ông mà tu thì mới đắc đạo, nói giỏi mới là đắc đạo, thấy không? Đi tìm lấy ông nào nói hay là ông đã đắc đạo. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, vì nói hay nhưng mà cũng phải tu hành nữa thì mới được hả bác? Đúng rồi, đã ta tu cái ngành đó thì ta nói hay thì ta mới đắc đạo. Còn mình không tu làm sao đắc đạo, phải không? Mình không tu mình nói giỏi thì cái ông lẻo mép chứ không phải ông đắc đạo. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy giống như mà người tu hành mà họ biết được quá khứ vị lai á, thì đó có phải là người đắc đạo không bác? Cái này nó thuộc về ta tâm thông, nó kêu là chứng tha tâm thông không đắc đạo. Đắc đạo nó khác. Đắc đạo là đạo trong thế giới này nó có mấy cái loại đạo, đắc cái đạo nào tụi con phải hỏi cái đạo đó tôi nói cho nghe. Đắc đạo là được, chữ đắc là chỉ được cái đạo đó, thấy không? Chứ còn nói đắc đạo đạo nào thiếu gì, thánh thần ma quỷ ông bà cha mẹ thiếu gì, đủ thứ đạo, thấy không? Phải hỏi cái nào tôi sẽ nói cái đó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, đây là hết câu hỏi. Con cảm ơn bác Nguyễn Nhân. Dạ. Mời Phật tử Trần Thanh Tân lên tham vấn trực tiếp. Alo. Dạ, con xin chào bác và cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu ạ. Con tên Trần Thanh Tân, ở bên Hàn Quốc mới về. Con đã biết pháp môn Thiền Tông này hơn 3 năm rồi mà hôm giờ con mới về chùa được ạ. Xin bác cho con hỏi một số câu hỏi ạ. Rồi, con hỏi. Câu thứ nhất, thưa bác, chúng cháu ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng cháu muốn tìm chùa dạy tu giác ngộ, phải đến chùa nào hỏi tu ạ? Thì dễ ở, thấy chùa nào treo bảng giác ngộ rồi vô hỏi. Nếu chùa nào có chữ giác ngộ con vô hỏi là có dạy cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ hai ạ. Thưa bác, Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ nói, người muốn giải thoát phải xuất gia mới tu giải thoát được, còn người ở tại gia không tu giải thoát được. Bác có ý kiến gì thưa bác? Nè, ông nói này rất đúng. Người ta tu người ta mới giải thoát, còn ở tại gia đâu có làm gì đâu, cứ làm thịt làm cá làm gà không làm sao giải thoát. Rồi còn nếu vô chùa cái lại đúc đầu lại không làm sao giải thoát. Người ta tu mới giải thoát. Ông nói rất đúng, ông Nhật Từ nói đúng. Tất cả người tu là giải thoát được, còn người không tu không giải thoát, người ở tại nhà không giải thoát được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu thứ ba, Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ nói, người xuất gia tu lâu thì chắc chắn được giải thoát. Thưa bác, có phải như vậy không ạ? Đúng rồi. Giống như cô nấu cơm riết thì cô phải cơm có thành cơm, chứ giờ không lẽ nấu cơm không thành cơm. Tu để giải thoát thì chắc chắn sau cùng cũng phải giải thoát, nhưng mà nó chậm hơi lẹ thôi. Đã tu giải thoát thì chắc chắn sẽ tự giải thoát, nhưng mà cái chuyện chậm lẹ cái đó thì cái thời gian đó, thấy không? Chứ không phải tu đã tôi muốn tu giải thoát là bắt buộc phải giải thoát, mà nhanh chậm là do mình, thấy không? Còn ông nói thế này, ta bảo đảm với người ở nhà không có giải thoát được. Cái người ở nhà tu cỡ gì cũng không có giải thoát được. Nên nhớ cái câu nói chung, ở nhà tu bất cứ gì không giải thoát được. Phải nhớ cái câu đó, tôi nói cho rõ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu thứ tư ạ. Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ khẳng định người Phật tử tu không ai thành Phật được, chỉ có người. Ủa câu này con chẳng câu hỏi rồi. Xin lỗi, con hỏi câu thứ năm ạ. Giảng sư lừng danh Thích Phước Tiến nói bác bịa ra quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo vào dòng Thiền Tông, có phải như vậy không ạ? Này ông nói đúng 100%. Tôi bị rõ là cả thế giới không ai biết, thì có mình tôi nói là tôi bị ra chứ còn gì nữa, thấy không? Bởi vì cả thế giới không ai biết cái Thiền Tông này, thì chỉ có mình tôi, thì tôi bị ra tôi mới có chứ là không ra. Nếu mà tôi không biết phải có người thứ hai biết, mà cả thế giới không ai biết thì đương nhiên tôi là người bịa, thấy không? Mà tôi bịa ở đây là tôi bắt chước ông Thích Ca. Ông Thích Ca ông cũng bịa, ông không dạy cho đệ tử mà ông đi dạy cho cái bà Long Nữ rồi, thấy không? Nếu mà nói bịa thì Nguyễn Nhân bịa và Thích Ca bịa luôn. Không ai biết. Mấy chục triệu đệ tử theo Phật Thích Ca, không ai biết cái này hết, mà chỉ có ông Nguyễn Nhân biết là ông bịa chứ còn gì nữa. Ông nói rất đúng 100%. Rồi con hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu số 6 ạ. Thưa bác, Thượng tọa Thích Chí Chơn, trưởng ban văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Khánh An, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, giảng rất hay về câu chuyện Đức Phật cầm cành hoa sen dơ lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Nhưng cớ sao khi người ta hỏi rõ về nguyên do Ngài Ca Diếp ngộ cái gì mà mỉm cười, thì Thượng tọa Thích Chí Chơn lại không biết, cớ sao lại lạ lùng vậy thưa bác? Ông không biết thì ông chưa hiểu, ông chưa kiến tánh. Nếu mà ông kiến tánh thì ông hiểu cái cầm hoa sen này. Tu cỡ nào tu, nhưng mà anh phải kiến tánh anh mới hiểu được cái cầm hoa sen này. Còn anh không kiến tánh thì không hiểu cái cành hoa sen nói cái gì. Mà nếu mà trường hợp mà ông Trí Chơn mà ông kiến tánh thì ông không phải là một ông thầy thường vậy đâu. Ông Trí Chơn mà ông kiến tánh một cái là cái chùa ông nổi như cồn luôn á, thấy không? Thấy không? Nổi hơn cái chùa Tân Diệu nhiều. Tại ông chưa kiến tánh, chứ ông kiến tánh thì nghĩa là nguyên thành phố Hồ Chí Minh tới chùa ông hết, không đi qua chùa khác. Bất cứ ở trên thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam này, người nào kiến tánh giảng Phật thì được ngược cái chùa rất đông, kinh khủng lắm. Tại vì ông chưa kiến tánh tình âm diễn, anh không có hiểu. Ai kiến tánh thì biết hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hiểu ý nè. Tu viện có phải của đạo Phật không thưa bác? Tu viện là của đạo Tiên, nó vào đó để nó tu luyện, để lượng trưởng, luyện thần thông đó. Chứ đạo Phật làm gì có cái tu luyện. Đạo Phật duy nhất chỉ có cái chùa thôi, hoặc cái am, thấy không? Chùa, thất, am, cốc, đó là cái hệ thống của đạo Phật. Còn mà nếu tu cái gì thì nó phải đều đưa qua cái hệ thống đó. Ví dụ đây là chùa Thiền Tông thì nó phải là có thất Thiền Tông. Chùa thường thì lại cái chùa thôi, mà thất thôi, chứ không có nói Thiền Tông, nó không có chuyên môn. Còn nếu mà người nào mà nói đúng ra, ví dụ chùa Tiểu Thừa thì thất Tiểu Thừa, nó phải đi vậy. Chùa Tịnh Độ, thất Tịnh Độ. Bởi vì trong cái hệ thống mà ông Phật dạy cái 6 pháp môn thì mỗi pháp môn đều có những cái danh xưng rõ ràng. Ai mà xưng đúng thì mới đúng lời Đức Phật dạy, còn xưng sai là không đúng. Chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Như vậy là con đã hiểu vì sao Ngài Thượng tọa Thích Chí Chơn cũng không biết. Tu viện là không phải của đạo Phật, vậy mà Thượng tọa cũng lấy danh từ này mà đặt cho nơi tu theo đạo Phật của mình. Thưa bác, vậy cớ sao Thượng tọa vẫn có được chức vụ trưởng ban văn hóa Phật giáo? Cớ sao có chuyện lạ kỳ này thưa bác? Bây giờ không có người chuyên môn thì bắt người không chuyên môn phụ trách chứ sao? Khi nào mà có người chuyên môn thì ổng tạm thời đảm trách. Tất cả trên thế gian này cái gì mà đảm trách cái gì thì anh phải chuyên môn cái đó. Còn anh bây giờ cái chuyện mà không có chuyên môn thì sao, phải làm lấy cái người bình thường. Bởi vì nói ra đó thì nó không đúng lắm. Tất cả ngành nghề ở thế gian này giống như ngày xưa mới giải phóng vô, anh học lớp mấy cũng được, nhưng mà anh vô làm việc nhà nước được. Khi mà nhà nước ổn định về an ninh rồi, đại học mới vô được. Trung học phụ trách theo trung học, tiểu học phụ trách theo tiểu học, nó đâu ra cái cấp đó. Thì bây giờ cũng vậy, khi mà đạo Phật mà nó hoàn chỉnh được rồi thì tất cả ngành nghề trong Phật giáo anh phải có cái bằng chuyên môn mới phụ trách được. Tất cả người đi giảng đạo anh phải kiến tánh anh mới giảng đạo được. Còn không kiến tánh đừng có đi giảng đạo. Giống như mình ở thế gian, anh không có bằng cấp đừng có đi làm. Anh đi làm phổ thông thôi, không có bằng cấp anh phải làm phổ thông, chứ không có được phụ trách chuyên ngành. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ 7 ạ. Thưa bác, tại sao hiện nay các chùa tu không chùa nào dạy tu giải thoát? Cớ sao vậy thưa bác? Chùa thì nó có hai cái loại. Chùa thường chùa tu giải thoát nó rất bí mật, nó không đưa bản đâu. Còn chùa cắt ra nếu ví dụ bây giờ anh các cái chùa anh cúng thì đâu làm sao biết giải thoát. Chùa tụng đâu biết giải thoát, hay chùa xin xăm đâu biết giải thoát, chùa dân sao biết giải thoát. Bây giờ cái chùa cái đạo Phật này nó có nhiều cái pháp môn. Đạo Phật Thiền Tông thì nói có 6 pháp môn, mà trong cái chùa Vật Lý nó nói tới 84.000 cái pháp môn rồi, thì ta tu gì chuyển của người ta, thấy không? Chỉ có cái đạo Phật mới nói là đạo Phật chỉ 6 pháp môn chứ không phải 84.000 pháp môn. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông nó rất rõ ràng về cái thứ lớp của cái pháp môn này. Còn người ta tu ngoài người ta gọi là 84.000 pháp môn thì thôi, gì cũng có hết. Cái gì ở trên thế giới này đều có trong chùa hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ 8 ạ. Thưa bác phổ biến pháp môn giải thoát, tại sao có quá nhiều người chửi bác như vậy thưa bác? Bây giờ ở đây là làm ăn mà bác giải thoát là không cho người ta làm ăn thì nó chửi, đúng rồi. Các chùa ra để làm ăn chứ không phải giải thoát. Các chùa giải thoát nó khác. Chừng nào mà các chùa mà để chỉ giải thoát thì người ta không chửi à. Còn người ta các chùa ta đi làm ăn, ta kiếm tiền, mà bây giờ bác nói giải thoát là bỏ, mà giải thoát là bỏ hết thì người ta chửi bác là cái chuyện đúng quy luật vật lý, chứ đâu có sao. Vì thế mà ngày xưa ông Phật đã nói là cái pháp môn này con nói ra nó sẽ chửi con là sao. Người ta làm ăn có tiền, còn con nói ra để mà không có tiền thì đương nhiên hai cái này đối nghịch, nó chửi. Con có buồn không? Nó không. Thì chừng nào chửi quá thì con buồn. Bây giờ chưa buồn, nó còn nắm chút nữa. Chừng nào chửi thì sáu vợ. Nghĩa là chửi quá thì sẽ tu nhất tự thiền, buồn. Giờ chưa chịu tu nhất tự thiền. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu thứ 9 ạ. Thưa bác, tại sao đạo Phật không có giáo lý thưa bác? Nói đúng ra đạo nào lập ra đều có giáo lý hết chứ không phải không đâu. Nhưng mà có một điều á, cái giáo lý là nói bằng sự thật, mà bây giờ con lập cái đạo mà con nói bằng sự thật thì người ta hiểu hết, người ta không có vô chùa. Vì thế mà các chùa không sử dụng giáo lý là vậy. Cái đạo nào không có giáo lý. Giống như con đi lái xe đi, bằng lái có 4-5 bằng rồi đó. Nếu mà con lái 4 chỗ mà con lên con lái 12 chỗ, nếu mà con đưa cái bằng ra sao nó trật, nó phạt con. Nó hỏi con đó, tôi có cái bằng này. Hỏi đâu? Nói tôi để nhà vậy thôi. Giống như người tu ở trong cái chùa vậy. Anh tu cái gì nó có giáo lý nhưng mà ta không đưa ra đâu. Đưa ra nó kẹt, ta không đưa ra chứ ta không có. Người nào phải có hết, người nào. Giống như mình ở đây đi làm cái gì phải có bằng cấp. Thì đi tu cũng vậy, đi tu cái gì vô tu thì phải có giáo lý. Nhưng mà tại người ta không đem ra sử dụng thôi. Chứ còn đem ra sử dụng thì nó sẽ trật. Thì người ta bắt lỗi, ủa anh tu theo cái này mà tại sao mà anh làm sai. Người hỏi có giáo lý nữa không? Tôi không có. Để chi để nó qua cho rồi, thấy không? Chứ sự thật tất cả các đạo đều có giáo lý hết, không có đạo nào không có giáo lý hết. Đạo Phật nó tới 6 cái giáo lý, nhưng mà nguyên cái số 6 nó thêm 2 cái, nó là 8 cái giáo lý, chung ít đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu thứ 10 ạ. Thưa bác, các chùa chỉ có 5 anh em ông Kiều Trần Như. Sao chùa Thiền Tông Tân Diệu có thêm 4 người bạn cùng tu, nữa là 9 người? Sao có sự sai biệt này thưa bác? Chùa nào á, mà tu mà có 5 Kiều Trần Như á, là tu tiểu thừa. Thấy không? Tu tiểu thừa là tiểu thừa nè. Từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú là thờ 5 người đúng. Tu 5 pháp môn, nó tượng trưng cho 5 pháp môn. Còn Thiền Tông, nó phải 9 người. 9 người chứ không Phật là 1 người nữa là 10 người. Thập toàn nó mới dạy là cái đại toàn giác được. Đức Phật và 9 người nữa mới dạy đạo cái toàn giác. Còn nếu mà thờ 5 người thì chỉ 5 pháp môn tu. Muốn thờ chỗ nào cũng được. Cái mà 5 cái người này thì sử dụng trong cái 5 cái pháp môn của cái vật lý thì được. Còn nếu mà đạo giải thoát thiếu 4 ông không tu được. Bởi vì nó là thập toàn mà, cái gì nó cũng biết hết, thì nó phải tượng trưng cho là 10 người. 9 người tu với ông Phật làm chủ tịch nữa là 10. Đây là cái ý nghĩa vậy thôi. Anh tu 5 người là anh tu tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú 5 người. Mỗi ông phụ trách một chuyện đó. Còn ông Phật là toàn giác đó, thì 10 người. Bởi nguyên tắc thế giới này, cái con số mà hoàn chỉnh nhất là con số 10. Nha, là con số hoàn chỉnh, nói một mà nó toàn đầy hết. Còn không nói cái thiên thứ hai. Vì thế mà nó, các chùa nó có sai giữa chùa 5 người và chùa 9 người là sai chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu 11 ạ. Thưa bác, đạo Phật là đạo giải thoát. Cớ sao nhiều thầy nghe hai danh từ giải thoát họ chửi? Vậy là sao thưa bác? Thì mấy người họ chửi là họ không tu giải thoát. Họ tu cúng họ chửi, họ tu tụng họ chửi, họ tu niệm họ chửi. Bởi vì giống là anh cái nghề, anh làm nghề gì ta nói theo ý anh á, thì đúng, còn anh nói người khác không được. Người ta tu cúng để người ta kiếm tiền, mà tu giải thoát này nó chửi rồi. Tôi lo, tôi tụng, tôi kiếm tiền mà ông ngồi để ngồi giải thoát, chửi vô mặt là đúng rồi. Đi sai nghĩ người ta thì người ta chửi, là cái đó là quy luật thế giới này. Không có cái gì mà rắc rối này hết. Có nghĩa là anh làm sai người ta chửi. Chứ nếu mà anh cúng y như người ta, cái chùa này mà cúng không ai chửi rồi. Nó không giống người ta. Còn tại cái chùa này người ta bao nhiêu cái xung quanh ta cúng, còn ông ngồi đây ông dễ thoát, nó chửi là đúng rồi. Thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu 12 thưa bác. Thưa bác, người tu theo tứ quả thinh văn là tu làm sao thưa bác? Tứ quả thanh văn là 4 cái cấp của người tu. Thứ nhất là tu đầu hoàng, thứ hai tư đà hàm, a la hàm, a la hán, 4 cấp gọi là tứ quả thanh văn. Thì cái công thức tu á, tôi nói luôn cái công thức tu này. Anh ngồi anh dụng công, anh ngồi anh tu mà cái tánh này nó thanh tịnh được đó, anh thuộc gì tu đầu hoàng, nhập vào dòng nhập vào cái dòng thiền thanh tịnh gọi là nhập lưu. Mà có nhiều người, người ta nói là nhập vào dòng thánh. Thấy không? Rồi cái công đoạn thứ hai á, anh ngồi mà cái thanh tịnh này mà anh làm sao cho nó bành trướng, nó lớn ra thì nó rồi ly hỷ diệu lạc, tư đà hàm, nó lên một cái cấp nữa. Mà từ cái đỉnh mà nó thổi phồng lên thành cái đỉnh lớn rồi, thì từ cái đỉnh lớn đó là ba đó, A-la-hàm á, thì anh phải cho cái đỉnh này nó kiên cố, cứng ngắc lại. Không lay chuyển à, cái đỉnh này không cho lay chuyển. Thì sao? Thì đưa ra cái này thì nó gọi là cái vùng cố định bất động á, là cái thứ ba. Còn anh ngồi anh tu vô mà đạt được cái này rồi thì anh nhào vô cái này, anh điều khiển cái này, gọi là A-la-hán. Bắt đầu anh có thần thông trong đó đó. Vì anh định mà, anh định trong cái định mà anh nhào vô cái định, anh sống với cái định thì anh sức thần thông được. Nhưng mà thần thông nó có 18 loại, nhưng mà bây giờ có hai cái loại mà con người sử dụng nhiều nhất là tự tịch diệt, tự cắt cái dòng điện. Và cái định thứ hai nữa là nhìn thấy xung quanh, biết khởi ai khởi niệm gì biết nấy. Kể cả người đó mấy giờ, mấy ngày nữa chết, anh vẫn biết được. Cái đó là cái loại, cái định thứ hai của A-la-hán. Đúng không? Đó là tứ quả, bốn cấp thuộc bốn cấp của A-la-hán. Còn ai muốn đạt đến tột đỉnh cao nhất 18 thì người đó phải toàn năng toàn giác mới làm được. Còn bình thường, người bình thường thì để hai thôi, hai cấp thôi. Nghĩa là tự tịch diệt và tự tha tâm thông, biết hết xung quanh. Đó là gọi là tứ quả tinh văn, bốn cấp của A-la-hán. Rồi, mình hỏi tiếp đi. Câu 13. Thưa bác, các thầy nói tu chứng quả A-la-hán là giải thoát, có phải như vậy không ạ? Chữ giải thoát thì đúng chứ phải không? Có nghĩa là anh tu A-la-hán, anh muốn chết là chết là anh bỏ cái thân tứ đại này nè. Anh bỏ thân tứ đại này, anh không mang thân tứ đại, anh đi chậm lắm. Anh phải mang cái thân điện từ. Đó, thì anh đi nhanh, thân điện từ đi nhanh. Thì có nghĩa là anh không còn mang thân tứ đại nữa, là giải thoát thân tứ đại. Chứ không phải giải thoát sanh tử luân hồi. Giải thoát sanh tử luân hồi nó khác. Trong A-la-hán gọi là giải thoát thân tứ đại, giải thoát sanh tử luân hồi. Không ở trong trái đất, không qua cái này được, phải đi ra ngoài. Thấy không? Vì thế người ta nói giải thoát là đúng, nhưng mà giải thoát của thân tứ đại là đúng. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ 14. Thưa bác, sao ở Việt Nam có hơn 64 tiến sĩ Phật học? Sao không vị tiến sĩ Phật học nào biết cách tu tứ vả thinh văn này thưa bác? Vậy bác có thể trình bày cách tu tứ vả thinh văn này không ạ? Nói đúng là mấy ông tiến sĩ nào cũng biết cái này chứ không phải không, nhưng mà tại vì người ta không giảng thôi. Còn nếu mà trên bà thì đã nói đó, anh muốn vô á, vô mà anh ngồi anh thiền mà nó được định rồi đó, là gọi là cấp thứ nhất. Cấp thứ hai là cho cái định này nó nở ra, gọi là ly hỷ diệu lạc. Ở kia là định sanh hỷ lạc, này vô là ly hỷ diệu lạc. Vô ba rồi, cái nâng cấp thứ ba là anh làm sao cái này nó định kiên cố, không ai phá vỡ được nó, gọi là A-la-hàm á. Thì không ai kiên cố được đó. Mà từ cái chỗ này đó, nếu mà trường hợp mà anh mấy người mà định cái này đi ban đêm, ngồi ở trong ban đêm nó sẽ phát ra ánh sáng, mà người ta gọi là hào quang. Nó phát ra cái điện từ dương, bởi vì nó lớn mà nó phát ra được. Mà người nào tu cái tứ quả thinh văn này mà tu mà đạt được rồi thì nhào vô cái này nè, nhào vô cái ký định là nó trở thành là A-la-hán. Mà cái người chuyên môn gọi là thánh bất động, có nghĩa là nó nở, nó lớn, cái định không có nhúc nhích được, gọi là thánh bất động. Người mà trong thánh bất động rồi thì sử dụng thần thông được. Đó là bốn cấp của cái tứ quả tinh văn, nó là vậy đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu 15. Thưa bác, sao ở Việt Nam có hơn 64 tiến sĩ Phật học? Sao không vị tiến sĩ Phật học nào biết công thức tu giải thoát thưa bác? Ta biết chứ, ông nào không biết, nhưng mà tại ta không dạy cho mình thôi. Chứ có nhiều khi anh đi lại, anh cái này anh phải đi hỏi nhỏ nhỏ, ta mới trả lời, chứ ta không dạy đại trà đâu. Tiến sĩ nào cũng biết hết, biết công thức giải thoát hết. Đó là phận đời giải thoát. Anh tiến sĩ mà anh không biết sao được? Tiến sĩ nào cũng biết hết, nhưng mà người ta không dạy thôi, chứ mình đừng có trách người ta. Còn muốn dạy thì phải, người nào mình phải lợi hỏi. Bởi trên thế gian này, cái người nào tiến sĩ là cái gì cũng biết hết. Không lẽ cái giải thoát có chút xíu không biết, nhưng mà tại người ta không dạy thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con xin hết ạ. Câu 15 câu hỏi này con xin hết ạ. Tiếp theo là phần đặt câu hỏi qua cầu truyền hình. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với lại ngoài thành phố Hà Nội ạ. Hello. Xin mời ngoài đầu cầu truyền hình ngoài Hà Nội đặt 14 câu hỏi ạ. Dạ vâng ạ. Hội Thiền Tông Thất Mê Linh Hà Nội xin được kính chào thầy ạ. Kính chào các bạn đồng tu bên đầu cầu truyền hình ạ. Được không? Alo. Được chưa? Không thôi, không bắt chước mình rồi. Đầu cầu Hà Nội đặt câu hỏi ạ. Xin mời chị Long. Vâng ạ, dạ nghe được chưa ạ? Dạ nghe được rồi chị. Xin mời chị. Dạ, vâng ạ. Dạ bên Thiền Tông Thất Mê Linh Hà Nội. Kính chào thầy ạ. Kính chào tất cả các bạn đồng tu bên đầu cầu truyền hình ạ. Và xin được chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình này ạ. Sau 7 tháng là chúng con không được gặp thầy, gặp các bạn trên cầu truyền hình. Hôm nay chúng con rất là vui. Và xin được báo cáo với thầy là trong thời gian vừa qua là cái dịch Covid là toàn thể Thiền Tông Thất Mê Linh là gia đình và tất cả các Phật tử là không ai bị vướng bệnh nhiễm cái dịch này ạ. Cái thứ hai đó là toàn thể là tất cả mọi Phật tử, Phật gia, Thiền gia đều một lòng là tin tưởng, quyết tâm rất là cao và là không hề bị lung lay trước sóng gió mà vừa qua xảy ra với lại chùa chúng ta. Và đều một lòng tin tưởng và rất thương thầy, thương tất cả những người bạn đồng tu trong kia phải vượt qua những sóng gió để mà lại chèo lái cái pháp môn và chùa đi vững vàng, ngày một phát triển và ngày một lan tỏa. Hôm nay chúng con xin được trình bày với thầy là hai phần ạ. Phần thứ nhất là chúng con xin được trình bày 14 câu hỏi, xin được thầy giải đáp cho chúng con. Phần thứ hai là chúng con xin được trình bày cái bài thư kệ trình Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Đấy, và hôm nay thực hiện cái chương trình cầu truyền hình này là gồm 3 người ạ. Thứ nhất là Phật gia Vũ Thị Thật ạ. Thứ hai là Phật gia là Văn Văn Lâm ạ. Và thứ ba là Phật gia là Văn Vinh ạ. Thôi xin được bắt đầu. Là đầu tiên là chúng con xin thực hiện trước là 14 câu hỏi ạ. Xin được bắt đầu ạ. Xin thầy giải đáp với chúng con. Dạ. Con xin kính chào thầy Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, Viện Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con xin kính chào Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Và con xin Thiền Tông Thất Mê Linh chúng con xin thầy giải đáp cho chúng con 14 câu hỏi ạ. Con xin câu thứ nhất. Thưa thầy, con là Phật tử đã nhiều năm đi cầu đạo. Khi con gặp được pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông, con đọc những quyển sách của thầy, con thấy rất rõ. Đây đúng là tôn chỉ, mục đích của đạo Phật, chuyên dạy giác ngộ và giải thoát. Những sách và lời giải đáp của thầy rất thực tế, rất khoa học. Chúng con đọc thật dễ hiểu và cảm ngộ đến phát khóc. Thầy còn dạy người tu Thiền Tông phải mạnh mẽ, thẳng thắn, có trách nhiệm với Tổ quốc, với gia đình, không mê tín dị đoan. Thế nhưng tại sao sách của thầy lại bị giáo hội cấm không cho tái bản, cấm xuất bản, trong khi đó những sách viết về linh thiêng, những việc mê tín, cúng bái, cầu siêu trong chùa thì không bị cấm? Nhà nước đã có luật tự do tín ngưỡng, tự do viết sách báo, miễn là không gieo mê tín dị đoan, không phương hại đến đất nước. Sách của thầy chỉ có nói về Thiền Tông, về giác ngộ và giải thoát, đã làm tỉnh thức bao người thì lại bị cấm, nên con rất bức xúc và không rõ nguyên nhân. Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu được ạ. Thế phần này thì nó rõ cho ban ngày với rõ nguyên nhân gì. Bây giờ thứ nhất á, sách viết ra rất khoa học nhưng mà giáo hội cấm thì con phải hỏi giáo hội. Con ở ngoài Hà Nội con lại 73 quản xứ con hỏi với tại sao mà cấm cái chùa Tân Diệu, ta nói rất khoa học cái này, tụi con phải lại đó hỏi, thấy không? Nó cũng nói cho con nghe đó, vì cấm này á, mà thành ra cái quyển giáo lý không ra được, thấy không? Nó đã kẹt đó, vì cái cấm này mà quyển giáo lý ra không được, đã cái quyển giáo lý hoàn chỉnh mà không ra được cái chỗ này nè. Thì bây giờ nương cái câu này nè, Bữa nào con á, con với cô Long, cô Đức nè, với mấy anh em đi lại bãi ba quán xứ á, hỏi là thưa mấy thầy, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, người ta dạy giác ngộ giải thoát, tại sao quý thầy cấm? Hỏi vậy cho tôi biết. Phỏng vấn rồi trực tiếp đưa lên đấy, đưa lên trên mạng luôn, cho chùa Thiền Tông Tân Diệu thể share cho tôi biết. Lý do ông phải trả lời cho tôi biết, chứ bây giờ con hỏi ở trong chùa Tân Diệu thì làm sao biết được. Hỏi là phải hỏi 73 quán xứ Hà Nội á, người ta đạo Phật là giác ngộ giải thoát mà tại dạy giác ngộ giải thoát, ông cấm là cấm làm sao? Nói nghe, nghe không? Rồi trả lời câu thứ nhất rồi đó, hỏi câu thứ hai đi. Vâng, con xin hỏi câu thứ hai. Thưa thầy, thông tin về các pháp môn để tu tập theo đạo Phật hiện nay rất khác nhau. Đâu chánh pháp, đâu tà pháp, bị nhiễu rất khó để phân biệt. Vậy để tu giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi theo chánh pháp của Như Lai thì xin giáo hội chỉ cho Phật tử và chúng sinh biết phải đến đâu và vào chùa nào, thầy nào để không bị lạc. Chúng con xin thầy chỉ dẫn chúng con ạ. Giờ tất cả các chùa nào ghi dạy giác ngộ vô đó hỏi thì hoàn toàn không lạc. Hoặc là nếu bây giờ á, mấy thầy tu, mỗi thầy tu một kiểu, thì làm ơn quý thầy cho ra quyển giáo lý đi. Chùa Tân Diệu nó có đó à, còn hoặc là mấy thầy viết ra quyển giáo lý cũng được. Còn nếu không viết được thì xin chùa Tân Diệu cho cỡ 8 cái quyển giáo lý chứ không phải một đâu. Muốn xin tu cái gì chùa Tân Diệu sẽ cho cái quyển đó, 8 quyển. Thấy không? Muốn tu giải thoát thì chỉ cho cái tu giải thoát, mà muốn nói về trắng cái thế giới này có cái quyển nói trắng về thế giới này. Rồi muốn tu mà thành thánh, thành thần, thành A La Hán, lên thành tiên có cái quyển lý hết. Thấy không? Thì cái đó đây thì con sẵn dịp con hỏi cái kia, thì hai cái này con hỏi luôn. Nói tại sao mà mỗi người tu một kiểu. Thôi giờ quý thầy làm ơn á, cho in giáo lý ra đi, để chi cho dân tộc mình nó không có tin sai nữa. Mình cũng lựa lời mình nói người ta, mấy thầy mình gọi thánh tăng hết mà, mình phải nói cho đàng hoàng. Thấy không? Bữa nào tụi con ghé năn nỉ ổng rồi cho ra cái này để chi. Tất cả chùa Việt Nam không tu sai. Anh muốn tu tiểu thừa thì chùa Tân Diệu có cái giáo lý tiểu thừa cho. Nó muốn đại thừa, đại thiền tông rồi mật tông đều có hết. À, bữa nào con rảnh đó, con mấy người đi lại chùa lại quán xứ gần đó mà à, đi cao đó là tốn 20.000 tiền taxi với gì à. Rồi tao hỏi tiếp đi. Thưa thầy, xin thầy có thể chỉ rõ tánh Phật nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người, tánh người nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người ạ? Tánh Phật nó nằm ở trung tâm não bộ, trung tâm não bộ của con người. Còn tánh người nó là cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó xuất phát ra 16 thứ. Nó khắp trong châu thân mình, chỗ nào cũng có tánh người hết. Có nghĩa là nó quay mà nó quay liên tục để nó phát ra 16 thứ. Giống như cái dynamo điện mà nó quay ra, nó chỗ nào cũng có điện hết. Cấm cái chỗ nào nó cũng có điện hết. Thì cái tánh người cũng vậy. Tánh người trong cái châu thân mình, chỗ nào cái tánh người cũng phát ra được hết. Vì thế mà đụng chỗ nào cũng đau. Thấy không? Đó, nó là cái tánh người này. Có nghĩa là tánh Phật nằm ở trung tâm não bộ của con người. Còn tánh người nó bao khắp châu thân của con người. Con hiểu không? Nó cấu tạo. Tánh Phật thì cấu tạo bằng một nguyên tử sáng của điện từ quang. Tánh người nó xuất phát ra 16 thứ tánh của điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi, phát ra 16 thứ tánh. Giống như dynamo điện nó phát ra 16 thứ màu điện, màu có bao nhiêu màu nó ra đủ cái màu đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ tư ạ. Phật tánh là nguyên tử sáng, hằng thấy, nghe, nói, biết. Phật tánh sống và hoạt động được trong môi trường điện từ quang. Vậy khi Phật tánh ở trong tam giới và ở trong cơ thể con người thì Phật tánh lấy điện từ quang ở đâu, lấy bằng cách nào để sống ạ? Phật tánh là một khối điện từ quang chứ nó lấy đâu. Nó tự phát từ trong cái điện từ quang nó ra thôi. Nó vô đây nó bị cái tánh người nhốt nó lại, rồi nó muốn vận động, nó muốn thấy thì nó phải xuyên qua cái tánh 16 thứ tánh người, chứ đâu có tìm cái thứ hai nữa đâu. Nó chỉ một nguyên tử sáng thôi. Giống như bây giờ nè, bây giờ khoa học văn minh rồi mới thí dụ được nè. Thí dụ con có một cái loa mà nó tiếng nhỏ xíu thôi ha, mà con đưa vô bất cứ cái nào nó phát ra loa nào nó cũng lớn lắm, thấy không? Cái tánh ngược, cái tánh Phật nó vậy, nó chỉ nguyên tử sáng mà nó đưa ra con mắt thì nó nhìn rõ nhìn xấu thì cũng được, mà tiếng nói rồi cái nghe rồi xúc chạm, tất cả những cái hành động của mình chính là điện từ quang của tánh Phật, nhưng mà tại vô đi làm công cụ của cái tánh người, thành ra tánh người sai gì tánh Phật làm nấy. Bởi vì khi mình con nghe cái bài dặn dò về Phật giới, con mới hiểu được rằng tánh Phật là công cụ của tánh người. Mai mốt con có cái quyển giáo lý con đọc rồi con hiểu hết, thấy không? Ta phân tích rất rõ trong cái này nè. Chừng nào có giáo lý ra đi rồi đăng ký bao nhiêu ấy sẽ gửi ra ngoài đó, mấy trăm quyển cũng được, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ 5 ạ. Thưa Thầy, làm sao để chung âm thân có thể biết được là mình đã bay ra khỏi trái đất 3 km, 5 km, 10 km và 45 km ạ? Mình bây giờ mang thân tứ đại này mình hiểu có một thôi, mà khi mang trung ấm thân rồi nó mà hiểu tới 1000 lần thì cái chuyện mà thấy cây số nó dễ ợt cũng có gì hơn. Giống như mình ở đây mang thân tứ đại chạy cao lắm 15 cây số thôi, còn mang tấn điện ha, chạy đây qua Mỹ mấy giây tới thôi. Nó vậy đó, có nghĩa là cái sức mà nó phát ra, phước hiển lộ ra rất 1 triệu lần của bình thường. Thì thế đừng có lo, mà chỉ lo là không có công đức thôi, có phước đức. Thế giới này có phước đức là phải đi hưởng, chứ ông thần không có tha đâu. Trừ trường hợp nào mà người nào biết tu thiền tông thì mới biết được cái công thức này. Còn nếu mà không tu thiền tông hoàn toàn không biết cái công thức này, thấy không? Thành ra đừng có lo tạo công đức đi, có công đức rồi trung ấm thân mà nó hình thành rồi, cái thân xác bỏ thì nó cái gì thấy nghe nói biết cũng là 1 triệu lần, kể cả di chuyển, thấy không? Thì có chuyện mà giữa thấy 5-3 cây số ăn nhầm gì, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, con xin hỏi tiếp câu thứ 6 ạ. Thưa Thầy, trong Kinh Vật Lý Thuyết này thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu đời này người nào chán thân nữ mà muốn chuyển thành thân nam, ở đời sau thì hãy trì tụng kinh này thì sẽ được như tâm sở nguyện, như ý sở cầu. Xin Thầy cho biết việc chuyển từ thân nữ thành thân nam có được không ạ? Và khi Phật tánh vào trái đất có được tính để cân bằng số lượng nam và số lượng nữ không ạ? Ai là người thực hiện ạ? Xin Thầy giải đáp cho con ạ. Cái câu mà này thiện nam tính nữ á, cái câu này mấy ông thầy ông bịa ra chứ làm gì. Cứ nguyên tắc vô đây người nữ vô điện âm nó quét thành người nữ cho đến khi về Phật giới thôi, chứ không có lỗi, không có tu mà thành gì. Cái này là mấy ông thầy ông dạy, ông nói cho mình, ông nói để chi, để cho người nữ cúng dường ông á. Chứ ai Phật tánh thì cũng vậy. Giống như con là người nữ, con thấy cái bông, người nam cũng thấy cái bông, chứ không lẽ người nam thấy khác. Tất cả cái gì nó cũng đều giống nhau, nhưng mà những cái mà nói sai là mấy ông thầy ông bịa ra để ông đè cổ mấy người nữ vậy thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Đã Phật tánh thì ai cũng như anh Phật thật, anh ăn no, người nam no, người nữ cũng no, chứ không có người nữ ăn khác, người nam khác, thấy không? Cái mà nam tử nó phân định từ cái lúc đi vô, điện từ âm dương nó quét. Còn ở trong này luân chuyển do âm, vì thế mà cái chữ âm á nó nặng hơn, thì vì thế mà người nữ hơi mê tín hơn. Nói hơi mê tín nè, chứ không phải mê tín, hơi mê tín hơn người nam chút vậy thôi. Đó là nguyên tắc vật lý nó vậy. Vì thế mà con nên nhớ nè, trong gia đình hai vợ chồng, người vợ ưa làng nhằng chứ người chồng không có ai làng nhằng. Bây giờ người chồng nói gì không nói lại à, mà người nữ ưa nói lại. Con để ý có phải không? Chính con, bản thân con có phải không? Ông chồng không có nói vậy mà con có làng nhằng hoài đó. Tại vì cái tánh nam nó phải vậy, cái tánh nữ nó phải vậy, nó âm thì nó phải vậy thôi. Con đi tìm là tất người vô các chùa, các nhà thờ, có người nào là người nam nào mà lại quỳ lại không? 100 người lại chỉ có 2 người nam thôi, còn nhiều người nữ không? Là tại cái thành số người ta nó vậy thì nó phải chịu vậy thôi, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi tiếp câu thứ 7 ạ. Vị Phật giả co các ngón tay lại tạo thành 2 bầu tròn ngược chiều nhau. Vậy là một hoa tiêu được hình thành xong. Xin Thầy làm mẫu để cho chúng con nhìn biết rõ ạ. Con co là bàn tay đi. Ra, quay một cái. Nhậu. Quay một cái phải kéo ra. Tức khắc nó một rồi, thấy không? Hoa tiêu xuất hiện, thấy không? Quay vậy. Co đó, co nha, chứ không phải co. Hai cái co lại quay. Quay được, vừa quay ra phải thả ra thì cái hoa tiêu xuất hiện liền. Làm đi bữa nào ngồi ở trong bóng tối quay rồi hoa tiêu nó xuất hiện cho thấy. Rồi hỏi tiếp đi. Vâng, chúng con xin hỏi câu hỏi số 8 ạ. Thưa Thầy, các chung ấm thân được hoa tiêu Phật đưa đến vùng đệm có sức hút nhẹ của trái đất để chờ trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi. Khi đó, hoa tiêu Phật sẽ dẫn chung ấm thân để về trung tâm vận hành luân hồi, để về Phật giới. Thì trong thời gian chờ đợi ở điểm đệm này, các chung ấm thân có nói chuyện được với nhau không? Có hiểu được nhau không ạ? Lúc đó mình ra trung tâm thân rồi. Ra, mình nói chuyện với mình được, nói chuyện với Phật được. Phật chỉ là một kim thân thôi, còn mình đây là mang một trung ấm thân. Cái màu cái gì đó thì nó xuất hiện cái màu nấy, thấy không? Nó thua ông Phật. Chỉ trừ trường hợp mà mình về Phật giới thì mình giống ổng thôi, cái màu giống ổng. Còn bây giờ ở bên này thì ăn thua cái lúc mà cái trung ấm thân nó tình hành đó. Cái màu gì thì ra nói nãy. Nhưng mà nên nhớ rằng ở trong mang vật lý đó, thì cái tiếng nói nó hạn chế. Còn nếu mà đi ra ngoài cái mang cái thân trung ấm thân, ngồi ở Việt Nam nói chuyện bên Mỹ đó nghe. Bây giờ nó chứng minh gì, khoa học nó chứng minh đó. Tất cả những gì đây mình nói chuyện qua bên kia nghe. Bây giờ mình đang nói vậy chứ bên kia đó nghe. Sài Gòn Hà Nội nói vậy chứ có nhiều khi ở Bắc Kinh nó nghe đó. Thấy không? Ai có cái máy nó mở nó nghe đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, con xin hỏi câu hỏi số 9 ạ. Thưa Thầy, việc học thuộc đường về Phật giới để phát ra được Pháp Trần là rất khó. Con thấy việc học thuộc bằng ý niệm, khi tập trung vào nội dung và nghe cũng nghe bằng ý niệm, không phát ra lời, dễ nhập tâm, không bị tổn hao năng lượng và không bị phân tán, lên hiệu quả hơn. Vậy sử dụng phương pháp này có được không ạ? Được. Có nghĩa là con học xong rồi, bây giờ như thế gian con có học cái bài toán nó thuộc đi, của chương nó thuộc đi. Con vừa khởi niệm cái bài của chương đó nó sẽ phát ra liền. Còn nếu mà con không thuộc, con không phát được. Thì cái pháp trần nó cũng lấy cái công thức này. Thí dụ mà con hiểu cái đường về Phật giới rồi mà khi mà xảy ra câu chuyện mà thứ nhất á, là đi về Phật giới là khi mà mình thức dậy rồi là phải thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri. Cái chỗ này áp dụng triệt để, chừng nào đi đến ông Phật mới thôi. Bởi vì nếu mà thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri thì cái ông thần, ông thánh, ông nhìn thấy, ông biết. Nó có phát ra, trong này nó có phát ra cái âm thanh, ta gọi là cái tiếng rung động á. Thì ông nhìn thấy, ông không lợi gạt mình. Bởi vì cái nếu mà cái pháp trần nó phát ra, pháp trần nó có, như nó rung, nó nghe, bên ngoài nó nghe. Thành ra mấy ông kia không dám lợi cái mọi lừa gạt mình là vậy. Tới yêu cầu mình phải cho thuốc cái bài này thì pháp trần nó sẽ hiện ra, nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu hỏi số 10 ạ. Thưa Thầy, có người bạn là Phật gia rồi, trước khi gặp Thiền Tông bạn ấy tu tịnh độ rất tinh tấn. Bạn này Nay bạn ấy gặp được Thiền Tông nên rất vui và tin tưởng và quyết tâm rất cao. Nhưng nhiều lúc Pháp Trần, câu Nam Mô A Di Đà Phật cứ tự nhiên phát ra. Bạn ấy rất e ngại, sợ ảnh hưởng đến việc trở về Phật giới, lại phải trở về nước Tịnh Độ. Xin Thầy chỉ cho con cách xử lý ạ. Bây giờ ra mình tu Thiền Tông rồi thì tịnh độ, bởi vì hồi xưa nó đã hiện về cái pháp trần tịnh độ. Thì bây giờ mình làm sao mình cho thuộc cái này thì nó sẽ ác cái kia. Đó. Bây giờ nó nhớ mà thí dụ mà con có công đức rồi á, thì cái tiếng A Di Đà không ăn thua vậy đó. Mà con có công đức rồi thì cái tiếng mà đường về Phật giới nó mới rõ. Thấy không? Đừng có lo. Đừng, thế giới này cái gì nó đã quen rồi mà bây giờ con muốn bỏ cũng khó, nó cũng đeo con hoài. Thành ra bây giờ tập làm sao cái pháp trần nó giống như cái tiếng tịnh độ. Thì tiếng pháp trần nó ra, tiếng tịnh độ nó mất. Tiếng tịnh độ là nó thuộc gì? Âm dương, mà nó lấy cái điện dương. Còn mình ở đây pháp trần này là lấy cái điện từ quang. Thấy không? Mà điện từ quang thì nó mạnh hơn cái âm dương. Vì thế mà ít quá thì cái thằng kia anh xuất hiện được. Còn khi nào mà cái công đức mà nó nhiều quá thì kia không xuất hiện được. Mà dù có xuất hiện được nó cũng là ác đi, nó ác cái tiếng kia đi, cũng đừng có lo. Thì cố gắng làm sao cho pháp trần nó hiện ra thì cái A Di Đà Phật nó sẽ chìm xuống. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu hỏi thứ 11. Xin Thầy hướng dẫn cho biết phải luyện và làm cách nào để chung ấm thân bình tĩnh, minh mẫn, nhìn rõ và phân biệt được các vị thần, vị thánh, dòng tộc và đối phó trước hoa tiêu giả để không bị nhầm lẫn, trả lời rõ ràng, to, rõ, xử lý thông minh kịp thời được ạ. Bây giờ kinh nghiệm này thì có gì đâu. Ban đầu sẽ dạy mình thanh tịnh, rỗng lặng, hàng tri. Coi vậy thôi. Khi nào mình đạt được cái thanh tịnh, rỗng lặng, hàng tri là cái kia nó đi vét ra, nó không vô được. Đó, cái đó là cái thuật. Ngày xưa ban đầu người ta nói về thanh tịnh, rỗng lặng, hàng tri, nhưng mà ngày xưa không sử dụng được. Mà bây giờ cái tánh này là phải sử dụng trong lúc trở về Phật giới, hoặc là ở thế gian này mà nó đụng chạm cái gì thì phải là thanh tịnh, rỗng lặng, hàng tri, thì nó mới xóa được cái thế giới vật lý này. Còn nếu mà con không hiểu công thức này thì không xóa được cái thế giới vật lý này được. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, con xin hỏi câu hỏi thứ 12 ạ. Thưa Thầy, những thiền gia, Phật gia, thiền tông có thời điểm họ không định được tâm, họ bị dao động nên có người đã theo ông Nguyễn Đức Tịnh, có người thì lại chạy theo pháp môn khác. Nhưng sau một thời gian họ tỉnh thức, biết mình đã nhầm lẫn nên sửa sai và quay lại thiền tông. Vậy thì họ có cơ duyên tinh tấn để giải thoát không ạ? Cái phần này phải giải thích hai lần. Ở thế giới này mà anh tu bất cứ gì mà anh tu theo lực nhân quả của ông thần thì anh về Phật giới được. Còn ở đây mà anh tu theo luật của thánh không về Phật giới được. Bây giờ bất cứ ai tu mà tu theo thánh thì không về Phật giới được, mà tu theo thần về Phật giới được. Cái câu này phải nghe cho kỹ, không hiểu kỳ sao hỏi lại tôi nói cho nghe. Phải không? Chứ không nói câu này không nói một lần được. Có nghĩa là tu mà muốn trở về Phật giới hoặc đi đâu thì phải tu theo thần. Có nghĩa là dưới sự kiểm soát ông thần thì đi được. Còn tu mà dưới sự kiểm soát ông thánh hoàn toàn ở trong dòng thánh thôi, chứ không chạy đâu khỏi đó. Còn thánh như thế nào thì về nghiên cứu kỹ lại, từng kỳ sau hỏi tôi nói, chứ bây giờ tôi không nói trắng ra cái phần này được. Để dành đó rồi anh em làm luận với nhau thì hỏi tôi sẽ nói cho. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Vâng, con xin chuyển sang câu hỏi thứ 13. Thưa Thầy, Thầy có thể giải thích cho chúng con cách Đức Phật ứng thân, hóa thân, phân thân và cách nhận biết được không ạ? Ông Phật ơi là vì toàn năng toàn giác, ứng thân. Có nghĩa là bây giờ con ở đâu á, con nhớ ổng gì, ổng ứng thân là ổng sử dụng cái thuật gọi là toàn năng của ổng á. Ổng ứng thân, ổng hiện cái thân trước mặt cho con thấy, gọi là ứng thân. Rồi gì nữa? Là quá thân, phải không? Quá thân thì cũng thích. Quá thân thì giống như ổng cũng biến quá cái thân, ổng cho con nhìn thấy ổng vậy thôi. Nó cũng ứng thân quá thân, nó giống nhau, thấy không? Nhưng mà danh từ nó khác. Còn vấn đề phân thân á, phân thân là gì? Con nên nhớ rằng, con có coi trong cái phim mà Tôn Ngộ Không không? Nó ngồi đây, nó xuất thân đi ra, nó quá thân á, nó làm một cái thân nhỏ. Cũng nó bên này nó ở đây, nhưng mà đằng kia nó có cái thân nữa, gọi là quá thân, thấy không? Nó mà ứng thân, quá thân, rồi phân thân. Phân thân là từ cái thân này phân ra cái thân khác, gọi là phân thân. Ứng thân, quá thân thì nó giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác cái hoàn cảnh thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin chuyển sang câu hỏi thứ 14 ạ. Xin Thầy cho con biết sự khác biệt giữa người tu Thiền Tông và người không tu Thiền Tông khi chết ạ. Và cách nhận biết người tu Thiền Tông khi sống và khi chết mà họ thành tựu sẽ được trở về Phật giới có những biểu hiện gì ạ? Cái này mình áp dụng ở trong sách tôi đã viết rồi đó. Cái người mà tu Thiền Tông mới hiểu được cái này. Có nghĩa là người chết á, chứ bằng nếu mà cái hơi sức nóng nó đi trên cái đỉnh đầu đi ra thì gọi là đảnh giải thoát, thấy không? Mà chỉ người Thiền Tông mới có mới nói giải thoát thôi, chứ người thường không có giải thoát được. Rồi cái thứ hai, mặt bắt xanh thiên, con hơi nóng nó ra cái mặt với con mắt mình á là xanh trên trời á, thì các trời mình tu là tu đạo nào nó sẽ ra cái đầu đó. Mình tu đạo Chúa thì lên thiên đàng, tu đạo Phật thì lên tịnh độ. Còn tu mấy ông thầy thì tu là đi lên nước đế thích, đế thích. Còn mấy cái ông mà tu tiên đó gọi là đế thiên. Giảng sanh mấy chỗ đó đó, người nào cũng phải có cái chỗ người ta hết á. Còn nếu mà cái ngực mà nó nóng toàn bộ cái ngực này là chắc chắn còn tái sanh làm thần. Còn nếu mà nó nóng mà cái dùng cái tim không á, thì trở lại làm người. Còn cái bụng con mà nóng á thì là gọi ngạ quỷ, a măng nó vô cái bụng á, cái bụng mà phát ra thì làm loài ngạ quỷ. Còn bàn xanh hai đầu gối á, bàn xanh là gọi là súc sanh á ở đầu gối. Còn địa ngục chứ bằng chân á, mà địa ngục mà thấy mà nó nóng nhiều là kệ, càng nóng càng nhiều thì cái tầng nó thì càng lớn, cao lắm 18 tầng thôi, thấy không? Còn mà muốn làm qua nắm á, thì chết không chịu chết, cái chết đi sống lại hoài, cái nằm dây dưa hoài đó là sống vào thực vật. Nó 6 con đường luân hồi chánh và một con đường trở về Phật giới. Nó phải hiểu nguyên tắc của nó vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Kế tiếp là câu hỏi của vị Nguyễn Thị Thu ở Nam Định, câu hỏi như sau: dòng tộc và dòng họ khác nhau như thế nào ạ? Cái dòng tộc á, nói theo cái thần á, thì trái đất này có 4 dòng tộc. Còn dòng họ thì trái đất mình ở cái Việt Nam mình là có 100 họ nữa, thấy không? Dòng họ là nói theo ở trong quốc gia mình. Còn nếu mà nói dòng tộc thì nói thế giới. Đó, ý nó vậy. Giờ câu hỏi tiếp đi. Con người sau khi chết thì bị luân hồi đi 6 nẻo. Vậy tại sao có người lại ở lại để làm trưởng dòng tộc ạ? Cái này là cái thuyết thôi, chứ làm thì có cái chuyện đó. Thí dụ bây giờ người ta không tạo phước, tạo ác gì đó, thì ở lại trong cái dòng tộc này, trong cái dòng họ này, thì người ta làm trưởng cái dòng họ đó thì đúng. Với điều kiện anh đừng có làm cái gì hết. Có nghĩa là làm phước là bắt buộc giảng sanh, làm ác thì đi xuống địa ngục. Còn anh làm con người bình thường thì trở lại dòng họ để làm trưởng dòng họ là cái chuyện này. Với điều kiện anh phải là cái con người không đi luân hồi các nơi mà ở trong dòng họ thì mới làm trưởng dòng họ được. Đây là gọi là trưởng dòng họ chứ không phải trưởng dòng tộc, thấy không? Cái dòng họ là nói cho một quốc gia, còn dòng tộc thì nói cho thế giới. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tổ chức của một dòng tộc là như thế nào mà tánh Phật là muốn vào tam giới này thì phải xin dòng tộc để được đi luân hồi ạ? Bây giờ đó Tánh Phật nó vô đây là tất nhiên là hỏi ông thần. Ông thần quản lý, cái trái đất này thì ông đã đồng ý rồi, thì mới sai một cái thần tự hành đó, mới dẫn ông này đi 4 cái dòng họ, một cái dòng tộc. Hỏi giờ muốn thích nào? Dòng họ bên Đông Tây Nam Bắc đó, muốn vô cái nào? Thì nay giờ tôi muốn qua phương Đông, rồi dẫn qua phương Đông. Cái nước nào phương Đông thì quăng xuống, quăng xuống phương Đông này nó có cái dòng họ, nó mới tiêu nó 80 quốc gia. Thì anh hỏi muốn vô cái quốc gia nào thì ông thần mới cho quăng vô quốc gia đó. Vô quốc gia đó rồi, vô cái dòng họ đó đây bắt đầu phải làm cam kết. Ông vô đây ông nói ông làm cái gì? Nó tôi tạo công đức, nhớ nghe không? Không có tạo phước đức nghe không? Nó được, không có thì làm cam kết. Vừa cam kết xong rồi, qua bữa sau quên mẹ cái tạo phước đức đặng đi luân hồi. Yeah. Nó có vậy, có nghĩa là vô đây phải ký 2 cái cam kết. Một cam kết là của vô đây ông thần thừa hành á, ông thần quản lý trái đất á, phải lo phải cam kết với ông. Rồi thứ hai phải vô cái dòng họ, dòng tộc á, phải cam kết nữa. Rồi thì ông thần người ta mới dẫn mình đi vô cái gia đình của cái họ của cái quốc gia đó, đó. Thì vô đó làm cam kết thứ hai, nhưng mà vô rồi quên. Bị mình ngủ riêng, ngủ 9 sáng 10 ngày ra quên, không nhớ gì trật trừ. Rồi cái tánh người muốn sai làm gì thì cái làm đấy, nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vậy mình có cần phải biết ơn và thờ cúng vị trưởng dòng tộc này hay không ạ? Nếu ở dòng tộc thì cúng được, còn nếu tu Thiền Tông hoàn toàn không cúng ai hết. Tu mà cúng là phải cúng. Bởi vì mình tu là tu không. Bởi vì tôi nói nè, trái đất này là ai thành lập đạo? Thánh thành lập đạo, mình phải cúng cho thánh ăn. Thánh thành lập đạo phải cúng cho thánh. Còn tu Thiền Tông không. Về mà tôi về tôi đâu cần ai ở đây đâu mà tôi cúng. À, anh ở đây, ở trong dòng tộc phải cúng dòng tộc, dòng họ phải cúng dòng họ. Còn tu theo đạo thánh phải cúng cho thánh. Nên nhớ được tu đạo thánh phải cúng. Còn tu theo đạo thần không cúng, đạo giải thoát không cúng. Mình phải hiểu cái đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vậy trưởng dòng tộc lấy tư cách gì để đề cử một vị thần để theo dõi tánh Phật ạ? Này nhiệm vụ người ta lên tư cách gì? Vô đây hỏi thằng chủ thế giới, thằng chủ thế giới rồi bây giờ rồi tôi đồng ý chịu không? Vô đây tạo công đức, không có tạo phước đức nghe không? Chứ không có tu tầm bậy bạ nghe không? Nói được rồi vô thì mới đưa vô tới cái dòng tộc. Thì tới dòng tộc thì hỏi bây giờ muốn Đông Tây Nam Bắc muốn ở đâu? À, muốn ở Tây thì đưa vô trong cái nước phương Tây, vô phương Đông là nước phương Đông, phương Nam, phương Bắc vậy đó. Thì do cái tánh Phật muốn, ban đầu tánh Phật muốn ở đâu thì ông thần chiều ý cái đó. Mà vô, thí dụ vô phương Đông thì phương Đông có nói là bây giờ vô đây tôi đồng ý cho vô gia đình á. Nhưng mà nên nhớ là vô tạo công đức hay là tạo phước đức. Nó không, tôi tạo công đức tôi về tôi mang. Nhưng mà vô đây quên đi, quên vô ngủ 9 tháng 10 ngày ra, quên mẹ hết. Bắt đầu thấy xe hơi đẹp quá, thích cái xe hơi, nó dính vô xe hơi. Thấy cái nhà cao đẹp quá, dính cái nhà. Nó quên vậy rồi bắt đầu vô nó theo luân hồi. Thấy không? Vậy phải đợi cho 10.000 năm sau ông Phật ra đời chỉ cái này. Nhưng mà không được. Mới có ông có 10.000 năm không được, mà phải 50-70 tỷ năm mới nhớ. Suy nghĩ đi bao nhiêu đời. Nó thế giới vật lý này nó vậy. Nó quay mà vô đây rồi nó quay không cách nào thoát ra được hết. Mà giờ Thiền Tông ra đời chỉ đường về nó còn chửi đó. Thì còn cái người bình thường làm sao thoát được cái quy luật này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Những người chết do tai nạn hoặc bị giết hại hoặc là bị dịch bệnh thì có sự can thiệp của một vị thần quản lý nghiệp nhân quả của mình hay không ạ? Nếu mà người đã chết mà về nhân quả thì do vị thần thực thi. Còn do ước về tai nạn hay là tập thể thì nó gọi là chuyện rủi ro. Những cái người đó thì nó chết nó thuộc về gọi là cô hồn lang thang. Anh chưa được đúng số. Ví dụ anh 80 tuổi chết mà mới có 50 tuổi chết thì anh thuộc về cô hồn lang thang. Anh vô cái dòng thánh đó, vô dòng thánh là sống. Nếu anh chết mà chết sớm hơn tuổi là chắc chắn anh phải vô cái dòng thánh. Đúng không? Mà nếu vô dòng thánh đó, mà anh mà còn cái phước ngày xưa đó, thì khi mà tới cái ngày mà anh đi đầu thai lại đó, thì có cái phước thì anh được thoát ra, được quyền, được thoát ra ngoài cái dòng thánh này để anh đi đầu thai, để đi luân hồi. Còn nếu mà anh thiếu phước, anh ở dòng thánh hoài, anh không chạy ra được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa Thầy, con tên là Hoàng Thị Thanh Hương, cư ngụ khu 7 xã Hương Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Sau ngàn đời tỷ kiếp, con lăn lộn trong tam giới này. Hôm nay con đã đến được nơi đây, được truyền thiền và biết con đường trở về nhà của con. Qua tất cả các buổi giải đáp của Thầy, con đã rõ thông. Hôm nay con xin có câu hỏi trong lời dặn dò bản chuẩn cuối cùng, xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ. Câu hỏi số 1. Để phân biệt hoa tiêu thật và hoa tiêu giả, con hiểu như sau. Tính từ khi mình bay ra khỏi trái đất, hoa tiêu giả là do các vị thánh nói cho mình nghe, làm cho mình nhìn thấy, bay ngay trước mặt mình trong vòng 5 km. Còn hoa tiêu thật do vị Phật tạo ra, màu vàng sáng rất đẹp, xuất hiện ngoài 10 km, ở trên cao, luôn xoay tròn một chiều. Mình phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy và bay theo thẳng, lên chừng 50 km mới gặp được các vị Phật chờ ở đó để chỉ dạy cho mình đường về Phật giới. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy. Cái phần này á, nếu mình mà có công đức vô lượng đó, thì nên nhớ rằng cái hào quang, cái hoa tiêu của vị Phật nó sáng lắm. Nó không, xung quanh này không có thấy cái gì, thì tự nhiên ở trên mình thấy, mình vẫn thấy sáng. Thì mình thấy sáng là mình theo đi lên. Mà thường thường ở trung ấm thân á, mình điều khiển cái trung ấm thân. Trung ấm thân nó giống như một chiếc xe mà nó không có mui á. Ha. Tất nhiên ngồi trong đó nhìn tứ phía hết được. Nếu trung ấm thân thì vậy mới hiểu. Thì mới hiểu được cái hoa tiêu của ông Phật. Còn nếu mà hoa tiêu, nếu mà mình bị cái trung ấm thân mà mình đi cản của âm dương rồi đó, thì mình chỉ thấy được một góc thôi. Thành là khó định hình. Thành ra bây giờ mình hiểu này, nếu mà có công đức vô lượng thì tự nhiên mình đi ra cái vùng rất sáng là mình biết. Mình biết nó không thấy bóng gì hết thì nó là sáng ở trên, nó tủa xuống. Thì mình chỉ cái nước mà bây giờ đi ra là gì? Đi ra là phải thoát ra, đi lên chứ không thể đi ngang được. Đó, mình đi ra là phải thoát ra. Thì thoát ra trong vòng là mình mang cái trung ấm thân đi được 5 cây số dễ ở kia, đâu có le đâu. Có nghĩa 5 cây số có thể đếm có dù 1 2 3 4 5 là tới rồi. Chứ không phải đâu. Còn ví dụ mình đi theo người ta mới vừa ra nó chặn thì đứng lại, đừng rồi nó đi thì đi, mình đi mới mình chưa gọi dừng đếm là mình dừng lại rồi. Thì có thể là thử tới thử lui 3 lần thì nó phải qua được 5 cây số. Là cái phần đó đó. Thì mình phải hiểu nè, thí dụ mình có cái công đức nhiều quá thì cái sáng lắm, nó sáng, gọi là hào quang mà, nó sáng. Mà cái cõi vô hình mới thấy được, còn cái con mắt phàm mình không thấy được. Mà nếu con mắt phàm nó phải đi đêm 30 nhìn thấy, đêm 30 nhìn thấy được, thấy nó mờ, thấy rõ ràng. Nó mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin được hỏi câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau. Khi mình đã điều khiển trung ấm thân của mình tới các vị Phật đang ngự, một vị Phật dạy cho mình biết rõ thời gian còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa thì trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi, để mình vào trung tâm vận hành luân hồi về Phật giới được an toàn. Vậy lúc đó con mang thân điện từ, không còn thân tứ đại ở thế giới này nữa. Con làm cách nào để tính tháng ngày cho chuẩn được ạ? Cái câu mà truyền thiền tới đây để Phật tánh làm mà thôi, tánh người dẹp đi, tánh người dẹp đi. Đi ra đó thì ông Phật nói cái gì thì mình nghe ổng thôi. Chứ đã mình mang cái này nó còn cái tánh người, cái trung ấm thân nó còn cái tánh người, đừng có theo. Bởi vì cái câu đó là trí thế con dẹp được rồi, chỉ được để Phật làm mà thôi. Thấy không? Ông muốn giải đi đâu là trong cái bài kinh ta có nói câu này, tại mình không để ý gì. Trí thế gian dẹp đi, tánh Phật, ông muốn nói gì nói kể ông, cứ đi theo ông. Thấy không? Ra đó là chắc chắn phải về được. Câu hỏi này thì chưa nghiên cứu được cái kỹ, phải đọc thuộc lòng. Mấy quyển sách đó phải đọc cho thuộc. Cái câu trong sách có nhiều, đọc nguyên một cuốn rồi là có rất nhiều câu hỏi để đặt câu hỏi. Mà tại không để ý chứ. Cuốn sách nào viết ra đều còn có mấy chục câu hỏi trong đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Đường về Phật giới nhất định con phải nhớ và thuộc, nên con đã tự viết lại lời dặn dò cho mình, cho chính mình, chứ không phải là cho tất cả mọi người, để con dễ nhớ và dễ thuộc. Con làm như vậy có được không ạ? Được, nếu mình làm cho mình đó thì mình không có gì hết. Mà mình làm cho mình mà cái người đứng kế bên họ nghe thì mình có công đức á. Nên để ý cái chỗ đó. Mình nói cho mình đang nói cho mình, mà người đứng nghe họ thuộc, tự nhiên mình có công đức. Công đức là tạo bằng cái này nè, chứ không phải tạo bằng cái tiền gì hết trò trơn. Mình làm sao cho người ta hiểu được, hiểu cái đạo Phật Thiền Tông là không có dụng công tu này, đạo Phật Thiền Tông là đi về Phật giới này không có thành cái gì đây hết á. Đó là cộng đức, mình nói làm sao cho ta nghe hiểu được cái này. Còn mình không nói được thì mình cho người ta mượn sách, thì người ta đọc ta cũng hiểu cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trần Đờ La ở Sóc Trăng có hỏi như sau: con đọc Kinh Kim Cang đến câu "Như thị hàng phục kỳ tâm" thì con cảm nhận được sự thanh tịnh và nước mắt con tuôn ra, và nhiều lần như vậy. Cho con hỏi hiện tượng này là như thế nào ạ? Cái này là cảm ngộ vật lý, chứ không phải là cảm nghĩ giải thoát. Đọc mà nghe cảm nước mắt chảy ra gọi đọc trong Kinh Kim Cang. Thọ Kinh Kim Cang gọi là ngộ vật lý, không ngộ giải thoát. Vì thế mà Lục Tổ khi đã ngộ kinh này, ông cũng hiểu nhưng mà ông không giải thoát được. Mà muốn giải thoát thì phải gặp Lục Tổ ở Ngũ Tổ mới nói ra thì ông mới hiểu, thấy không? Vì thế mà trên con đường ông ngộ rồi, ông đi từ khi mà từ nhà ông mà đến Lục Tổ 30 ngày đường. Trong lúc ông đi ông phát được 20 tiếng, 20 tiếng kệ. Vì thế mà khi ông vừa gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn hỏi ông xuất liền, xuất 20 câu kệ liền. Đó là gọi là ngộ giải thoát, là cái cầu sao. Còn cái ngộ kia là hiểu vật lý thôi, thấy không? Nghĩa là kiến tánh thôi, chứ không phải là học công thức. Thế gian này nó có hai cái loại ngộ, là ngộ vật lý và ngộ giải thoát. Nó hai khác, chứ không phải chung. Chứ không phải là ngộ chung được đâu, ngộ riêng từ phần. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Bá Cường ở Bình Dương có hỏi như sau: đường về Phật giới cũ con học thuộc, vậy đường về Phật giới mới thì con học cho hiểu thôi hay cần phải học thuộc luôn? Cũ là người ta nói dòng do tam quắc chút, bây giờ mới là người ta rất gọn lại thôi. Cái nào phải cho thuộc, mà cái nào cái công, cái này cái sau này là người ta làm cho rút gọn lại cho mình dễ hiểu. Còn cái trước người ta nói dòng do tam quắc để gì về sau nó cũng vậy thôi, thấy không? Và bây giờ rút gọn thì nên rút gọn đi coi cái sau á, cái sau nó đơn giản hơn mà nó dễ hiểu hơn. Còn trước nó nhiều quá, nhiều cái thí dụ quá. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Tấn Tuấn ở Đà Nẵng có hỏi: trong phần đường về Phật giới, trường hợp thứ 2, thứ 3 mình phải thử hoa tiêu 3 lần. Nếu mình thử lần đầu tiên tức vị thần thả mình rồi thì hoa tiêu xuất hiện, mình bất ngờ dừng lại, hoa tiêu cũng dừng lại, thì mình đi theo luôn hay mình thử lần thứ 2? Phải thử 3 lần nó mới qua được cái tầm kiểm soát kỳ thánh. Phải thử 3 lần. Trong 3 lần đó mà mình không, mà chỉ đi theo 1 lần là mình thành thánh luôn rồi, mình khỏi về Phật giới. Trong 3 lần đó mà thử lần thứ nhất và thứ 2 mà mình đi theo ổng, mình thành thánh rồi đó, thấy không? Mình thành thánh là đi theo ổng đó, tưởng ổng thật thiệt đi theo ổng ra thành thánh đó, thấy không? Đây thì không còn thử cái mấy lần sau nữa. Đây là ta nói căn bản cho mình biết để rồi mình chú ý, đừng có làm mấy ông thánh này. Thần thì quản lý cho về, thánh thì dụ ở lợi với ổng. Nói đúng là ở lợi với thánh thì tốt hơn, là vì vô đó ăn tự do, không có làm giống như mình ngồi ở đây đi làm tốn tiền. ăn uống gì không cần, muốn ăn đâu thì ăn, muốn đi đâu rất nhanh, qua Mỹ chơi năm một giây tới rồi, phải không? Vô thánh sướng hơn. Còn về Phật giới thì cũng về Phật giới không ai cúng, nên nhớ là về Phật giới không ai, người ta có cúng mình nữa, mà phải cực á, đi qua bển rồi đi vòng, đi hành tinh này hành tinh kia, ở tam giới này tam giới kia đó. À, đi để đi độ những cái người mà muốn trở về Phật giới là một vị Phật cực lắm chứ không phải dễ đâu. Mình suy nghĩ đi, về bển rồi khúc đó muốn trở lại không được á. Rồi hỏi tiếp đi. Tánh Phật còn ở bên Phật giới, chưa mang được kim thân Phật, vậy có phải tánh Phật chỉ toàn giác chứ chưa có được toàn năng hay không? Toàn năng toàn giác thì phải vô thế giới vật lý, chứ bên đó không có giác. Bên đó chỉ thấy nghe nói biết trong thanh tịnh sau, chứ không có hiểu cái gì trời đời. Muốn hiểu thì phải vô thế giới vật lý mới hiểu được, thấy không? Giống như con ở nhà quê đi, chỉ thấy đồng ruộng thôi, không có cái gì mà có cái tiến bộ hết. Con muốn biết tiến bộ của ở thành phố á, thì nó đủ thứ xe rồi đủ thứ ngõ ngách rồi đủ thứ mánh khóe đó, thấy không? Chứ ở đồng ruộng của mình con làm sao ai mánh khóe cho con làm gì? Muốn vô đây một vị Thánh Phật muốn vô đây thì muốn biết toàn giác thì phải vô cái thế giới vật lý này mới hiểu được. Toàn giác là hiểu cái thế giới vật lý này, chứ mình Phật giới không có giác. Giác gì nó có vậy thôi, chỉ tánh Phật thanh tịnh rồi đi di hành ở chỗ này chỗ kia thôi, chứ làm sao có ấy. Thấy không? Nếu mà phân tích ra ở cái thế giới vật lý thì nó có vui buồn, còn thế giới Phật chỉ có vậy thôi, chứ không có vui buồn gì đó. Mà không có gây lộn ngay đó. Ở đây thì có gây lộn, ở bên kia không có gây lộn. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong bài dặn dò đường về Phật giới có cụm từ bầu tròn trong, có nghĩa như thế nào? Xin bác giải thích thêm cho con hiểu. Cái đó là cái bài số mấy? Bầu trời sáng trong. Cái bầu tròn trong nó thêm vàng, màu sáng vàng trong, chứ nó thiếu một chữ, thiếu hai chữ. Trong mà sáng vàng trong, chứ không phải vàng mà nó có cái gợn ở trong. Cái câu này viết sai một hai chữ, thiếu hai chữ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vị Vũ Thị Mến ở Gia Lai có hỏi như sau: cốt tủy sự văn minh của con người xuất phát từ đâu? Tất cả mình ở đây nè, bây giờ mình chết hết đi, ông mấy ông kỹ sư, bác sĩ rồi dược sĩ gì nó chết mẹ hết rồi. Những cái hiểu đó nó nằm trở về không gian. Rồi khi mà đúng một chu kỳ trở lại đó, thì con người mà nó văn minh, nó bắt được cái nền văn minh không gian này, nó lem xuống. Ví dụ anh ở đây anh làm cái, anh hành cái nghề bác sĩ đi, có một ngày đó anh tưởng anh nhớ cái đó đó, anh lấy từ cái công thức đó đó, tự nhiên anh biết, anh ra anh tự nhiên anh thức dậy anh chế ra cái công thức thuốc ra đúng đàng hoàng. Nhưng mà người ta không có hiểu tại sao mà người ta hiểu, ta tưởng là tôi phát minh, chứ sự thật nó lấy từ không gian nhập vô, thấy không? Nó lấy từ văn minh không gian nhập vô mình mới biết được. Vì thế mà ông Phật nói là tất cả khi con người ta chết rồi thì những cái mà phát minh hiện giờ nó đưa chết hết thì nó trả về nền văn minh không gian. Giống như công thức điện nè, nếu mà thời kỳ đồ đá làm sao biết, đồ đồng làm sao biết, mà phải cuối đồ đồng ta mới phát ra cái điện, thấy không? Phát điện đây là gì? Nó lấy từ nền văn minh không gian xuống vậy thôi. Vì thế mà nó lấy được cái công thức này rồi, cái công thức thứ hai lấy rất dễ. Vô được điện rồi thì nó chế điện này điện kia rất dễ, nó nhanh lắm. Nó gọi là nền văn minh không gian. Bây giờ ở đây người ta chết hết rồi thì những cái bác sĩ, kỹ sư rồi điện nước gì nữa thì nó không trả gì không gian hết chứ đâu. Rồi nhưng mà nó phải mấy ngàn năm nó mới trở lại được. Nó rắc rối vậy chứ không phải nhỏ đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Thị Hồng có hỏi: theo truyền thống và lễ nghĩa của người Việt Nam thì đến ngày giỗ mình cần phải cúng ông bà cha mẹ, nhưng khi mình theo Thiền Tông rồi thì mình có thực hiện đúng theo cái nghi lễ đó hay không? Bây giờ nếu mà Thiền Tông á, mà mình làm chủ cái gia đình á, thì mình thuyết phục gia đình được thì không cúng. Mà tới ngày đó làm kỷ niệm thôi, không cúng. Còn nếu mình làm phó gia đình hay làm con trong gia đình thì sao ông cha mẹ mình nói gì làm đấy. Mình tu mình biết thôi, không có nói. Nếu mình nói nó đảo lộn trong cái gia đình không được. Mình tu mình biết thôi. Thấy không? Chứ không phải là chừng nào mình tu mà mình biết rồi ông bà cha mẹ mình không còn ở đây, mình chỉ ở đây thờ là tưởng niệm thôi. Nhưng mà đa số á, nếu mình cúng cho ông bà cha mẹ mình á, nó có ăn chứ không phải không. Nhưng mà được cái ông bà cha mẹ mình nếu mà không có ở trong nhà phải ra mồ mả thì vô ăn được. Hoặc là nếu không ấy thì người thân mình vô ăn được. Còn nếu mà không có trường hợp mình cúng thì vẫn có người ăn, đó là cô hồn nó vô ăn. Mà hiểu chỗ này, vô Thiền Tông rồi mới phân biệt được cái chuyện này. Cúng mà không người ăn thì cô hồn phải ăn. Có vậy thôi. Giống như con để một cái mâm mà con cúng ở ngoài sân đó, không ai đi thì không ai lấy. Mà đi có nít nó chạy qua thì nó dòm thấy nó lộn, có vậy thôi. Nếu không có thì vẫn còn nguyên. Còn nếu có nít nó lộn, có vậy thôi. Ông bà mình nếu đã đi luân hồi thì còn làm gì, còn đi ăn được, thấy không? Bởi vì mình phải hiểu ông bà mình ngày xưa này, thí dụ gia đình đi tu Tịnh Độ hết đi thì không cúng, đã đi rồi còn cúng gì nữa. Còn hoặc là Thiền Tông cúng gì nữa. Chừng nào còn người mới cúng, không còn cúng làm chi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Kính thưa Thầy, Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đồng kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An cùng các vị Phật tử, Phật gia, Thiền sư và tất cả các quý vị có mặt trong buổi giải đáp ngày hôm nay. Tên con là Nguyễn Thị Kim Nga, sinh năm 1958 tại Thái Bình, chú quán tại thành phố Điện Biên. Con đã được truyền thiền năm 2018. Nay con có một số câu hỏi chưa rõ, kính xin Thầy giải đáp giúp để con và mọi người được rõ thông ạ. Câu hỏi đầu tiên. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 10, Tổ Hiếp Tôn Giả, mẹ mang thai Ngài đến 60 năm mới sinh. Khi gặp Tổ Phục Đà Nam Đề, hỏi: người ở trong bụng mẹ chi mà lâu như thế? Ngài trả lời: con đợi đủ duyên mới đến. Ở thế giới này người mẹ mang thai có 9 tháng 10 ngày. Tại sao Ngài Hiếp Tôn Giả lại có ngoại lệ kỳ đặc này? Kính xin Thầy giải đáp chúng con cùng mọi người được rõ thông ạ. Cái này là do tất cả những cái quyền linh của các ông tổ. Ông tổ mà bây giờ đi ra, nếu mình đi ra sớm á thì ông sẽ chết sớm cái này. Vì thế mà ông có cái lực này, ông ở lại để đúng cái ngày giờ ông ra để ông tiếp nhận cái tổ này. Nếu mà ông ra sớm nữa thì ông sẽ đi qua, thấy không? Rồi không thể tiếp nối cái dòng Thiền Tông được. Vì thế mà người ta có cái thuật này, người ta ở lại. Nhưng mà người mẹ cũng không có biết, tưởng là người mẹ không có thai. Thì cái này là đúng là cái mầu nhiệm của cái Thiền Tông. Mình không có thói được. Bởi vậy là tất cả những cái mầu nhiệm Thiền Tông là do vị thần Kim Cang giúp đỡ nó mới làm được cái chuyện này. Vì thế giới này, thế giới của loài thần, thần Kim Cang giúp đỡ cái này mới. Thì cái ông Hiếp Tôn Giả này mới 60 năm sau sanh ra để đến cái lúc lớn tuổi 20 tuổi ông tiếp nhận cái này. Chứ nếu mà ông ra sớm ông đi tuốt luôn á. Ông ra sớm bắt đầu 7-80 tuổi rồi ai truyền cho ông nữa, thấy không? Nếu ra sớm 7-50 tuổi còn truyền được nha. Còn nếu mà lên từ 60 không ai truyền, dẹp bỏ luôn. Vì thế mà ông phải ém ở lại, nhờ một vị thần giúp đỡ ở lại để 60 năm sau ra đúng 20 năm sau thì mới tiếp nhận cái này. Đó là cái thuật của thế giới du hình. Đó là cái lời giải thích của mấy ông tổ thôi, chứ còn mình cũng chả biết. Mình chỉ hiểu nghe mấy ông tổ giải lợi rồi mình hỏi tôi trả lời vậy thôi, chứ không phải tôi là người ở trong đó đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Ý nghĩa hai con rồng thầu bên tả bên hữu của những người tu theo pháp môn Thiền Tông có ẩn ý như thế nào? Xin Thầy giải đáp chúng con cùng mọi người được rõ thông ạ. Người tu Thiền Tông mà có hai con rồng hai bên, phải không? Cái này là bịa chứ làm gì cả. Thiền Tông không có con rồng, mà chỉ có cái nỗi dòng Thiền Tông mới có thôi. Thiền Tông là gọi là con rồng bay dẫn đi thôi. Cái đó là gọi là bay dẫn đi. Còn nếu mà con người tu vật lý á, mà có hai con rồng là người này có cái tham vọng làm vua, làm lớn. Tu vật lý mà có ngồi cái ghế mà có con rồng là ông này muốn làm vua, hoặc là làm to vậy thôi, tham vọng. Người tu mà có ngồi trên ghế có hai đồng gọi là tham vọng, muốn làm lớn, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 8, tổ Phật Đà Nan Đề, ngài có cục thịt nổi trên đầu. Khi ngài đi vào trong bóng tối, cục thịt ấy tự nhiên chiếu sáng. Tại sao có điều kỳ đặc này? Xin thầy giải đáp cho chúng con hiểu ạ. À. Trong vùng Thiền Tông thì nó rất nhiều cái lạ lắm. Ba mấy ông tổ, mỗi ông có một cái kiểu, mỗi ông có một cái đặc biệt. Vì thế mà cái chuyện này là cái chuyện mà tất cả vị tổ nó có nhiều, mỗi người nó có cái đặc biệt thôi, mình cũng không can thiệp vào cái này. Bây giờ nè, nếu mà nói mà giải thích ông Thích Ca tại sao cái đầu ổng có cục u là cái gì? Chứ nó là chứa nguyên tử ổng. Cái đầu ổng là cái đầu nguyên tử, nó chứa, chứ không phải nhỏ đâu, chứ không phải tự nhiên để cái đầu có cái u đó. Đầu đó là đầu chứa nguyên tử. Thấy không? Những cái gì mà ổng hiểu ổng nằm ở trong đó hết. Người ta trung tâm não bộ, ổng dư sức, ổng chứa chỗ khác. Não bộ không chứa nổi, giờ phải chứa thêm ở chỗ nữa. Nó chứ không phải tự nhiên mà ông Phật Thích Ca tự nhiên có cái cục u, cũng phải vậy. Nó cái là cái chứa. Bởi vì tánh Phật là trung tâm não bộ, mà muốn chứa cả càng khôn vũ trụ này thì phải có cái cục tiếp phụ thêm mới hiểu được. Bởi vậy về mấy đứa nhỏ đứa nào đẻ mà trên đầu nó có cái cục u mấy đứa nó khôn vậy đâu. Chú ý nữa đó. Đứa nào đẻ mà trên đầu có cái cục u, tôi bảo đảm nữa nó tiến sĩ dễ ở, không gì không khó. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 9, tổ Phục Đà Mạc Đa, khi mẹ ngài sinh ngài ra 10 tuổi mà không biết nói. Tới khi gặp tổ Phật Đà Nan Đề đến nhà thì ngài lại nói được. Tại sao lại có sự kỳ đặc này ạ? À? Ta nói mỗi ông tổ có một cái kỳ đặc riêng, ta mới làm tổ. Chứ bình thường mình như mình làm sao làm tổ được. Mỗi ông có một cái câu chuyện. Để chi? Để cho nó có, nó ấn là cái hình, nó có đặc biệt, có cái hình thái đặc biệt. Mà cái này là nói để chưa biết là ông tổ không phải đơn giản đâu, không phải dễ đâu. Tất cả những ông tổ có nhiều cái hình ảnh đặc biệt. Tại sao một ông tổ không biết chữ mà nói gì cũng biết? Tại sao có ông tổ học tiến sĩ, rồi có ông tử ổng dốt, rồi có ông tổ làm nghề này nghề kia? Để cho biết rằng 36 tổ mỗi ông một kiểu. Ông vua cũng có tổ rồi. Trong suốt đời thì hoàng tử nhiều tổ ha, nhưng mà Việt Nam chỉ có ông vua làm tổ. Rồi nó đặc biệt. Tức là mỗi ông có một cái hoàn cảnh riêng, một cái đặc biệt riêng. Thế đấy là cái dòng Thiền Tông. Người ta nối tiếp dòng Thiền Tông nó phải có cái đặc biệt này, chứ không phải bình thường. Bình thường thì không nối tiếp dòng Thiền Tông được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 26, tổ Bất Như Mật Đa, khi cha mẹ ngài tìm cách hại tổ Bà Xá Tư Đa, ngài đứng ra bên vực, bị cha phát hiện, giam ngài vào ngục. Khi ngài được thả ra, nói là bị bệnh, để ngài đi tu theo tổ Bà Xá Tư Đa. Khi ngài giác ngộ, người thương cha mình sẽ bị quả báo nặng nề. Sau đó đêm nào ngài cũng kính nguyện chân thành, tác động đến tâm vật lý của cha ngài. Trong 7 ngày, cha ngài đã hồi đầu về Phật Pháp. Như Pháp môn Thiền Tông đang tu học hiện nay, mà người con tha thiết một lòng giải thoát, muốn báo hiếu cha mẹ mình, thì lời kính nguyện như vậy, như vị tổ 26 này, thì có được hộ trì như vậy không? Kính xin thầy giải đáp cho con. Mà cái này là mình phải tha thiết giống như ổng mới được, còn mà lơ không được. Tất cả những gì bây giờ cha mẹ người nào mà mê tín cỡ nào, mọi người con học Thiền Tông tìm cách nguyện cầu được hết, chứ không phải không. Nhưng mà nên là nhớ một điều á, phải tha thiết đúng mức tuy được thì ông thần Kim Cang ông giúp cho, hoặc là chư thiên thì giúp cho. Chư thiên là con của mấy ông thần á. Thấy cái thần Phước Thiện á, thấy cái này thì ổng mới làm cái hình tướng, hiện tướng gì cho cha mẹ biết. Đêm nào cũng thấy thì cha mẹ sẽ qua liền. Với điều kiện là phải chí tâm, chí thành mới được. Còn lơ là không ăn thua nữa. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. các vị Phật tử Thiền Tông không đạt được bí mật mà chỉ đạt được yếu chỉ, nhưng một lòng quyết về Phật giới, học thuộc công thức, tạo công đức thì có được về được không ạ? Kính xin Thầy dạy đáp giúp con. Tất cả được hết, tất cả được đúng theo công thức, kể cả người thường cũng được. Nhưng mà sở dĩ là nói về cặp gấp Phật tử và Phật gia, đây là nói trong cái đạo thôi, chứ người nào hiểu. Giống như ngày xưa đó, con đi vô trường con học ha, thì tới ngày con thi làm bài đúng là đậu. Người ta không có học, không vô trường, người ta ở ngoài cửa sổ người ta học, gọi là học hàm thụ. Bây giờ nó không có, với ngày xưa nó có. Người ta không có tiền, người ta ngồi ngoài ta nghe đó. Rồi tới giờ đi thi thì ta vô ta thi. Vì thế mà có cái chuyện Trần Minh khố chuối thi đậu. Nó đâu có thi ngày nào đâu mà nó ngồi nó nghe. Mấy công tử nó có tiền, nó vô nó đóng tiền cho ông thầy. Rồi Trần Minh nó khố chuối, nó không có tiền lắm, nó ngồi ngoài cửa sổ mà nó thi đậu trạng. Trạng là ngày xưa trạng là đại lặng, nó phải thi chữ mà nó là thi trao dồi kinh sử. Ngày xưa nó tu về kinh và sử, đức hạnh đó. Vua ngày xưa là nó tu lấy ba cái điểm này: đức hạnh, kinh sử. Chứ không phải mình bây giờ tu chữ. Hồi xưa nó không có tu chữ mà nó tu kinh sử đức hạnh, phải không? Bởi vì khi mà con làm trạng rồi thì ở dưới tay còn bao nhiêu thư ký, con nói nó nghe hết. Không? Mình làm cái gì nó phải cho đúng thì được. Còn không đúng, mình tưởng là mình là Phật gia là mình về được. Phật tử đúng vẫn về được như thường. Còn Phật ta mà Phật gia mình lơ là nó không về được. Phật gia bữa thì bên Phật gia, ngày mai đó, bên Phật cúng rồi chết rồi, thì nó trật lắc không vô được. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Người tu theo Thiền Tông chết rồi mà giờ con cháu muốn tạo công đức giúp bằng cách in sách, đài thì liệu có được không? Kính sư Thầy giải đáp giúp chúng con ạ. Không, qua đời thôi. Có vậy thì được mà. Khi mình mà gần chết mà chưa tạo được công đức đó, mình làm cái này hồi hướng để cho cái phước mẹ mình tái sanh trở lại để đi theo cái dòng thiền này kịp, cái đó được. Nên đó là do ông thần thực thi nhân quả, ông chấp nhận cái này. Có nghĩa là hồi hướng cho mẹ để trở lại làm người tu này được, thấy không? Chứ còn mà mẹ xuống địa ngục mà tạo cỡ gì biểu lên không được. Cái đó theo cái quy luật nhân quả. Với điều kiện phải ở lại làm người, tái sanh làm người, lấy cái phước đức này tái sanh làm người thì được. Hoặc là công đức được. Phải trở lại tự mình tự mình tạo, chứ không phải người khác tạo mình không có được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Khi cha mẹ già bây giờ mới hiểu pháp môn Thiền Tông mà không làm ra tiền, muốn tạo công đức thì con cháu tạo công đức giúp cha mẹ mình thì có được không ạ? Con cháu tạo công đức là của con cháu, chứ làm sao cha mẹ được. Bây giờ muốn ổng thì phải đây nè. Bây giờ con cho mẹ tiền nè, mẹ đi mua sách rồi mẹ cho người ta thì được. Mẹ cho không được, nhờ người khác cho được, thấy không? Có nghĩa là cái lòng mình ham muốn thì được. Bởi vì khi tuổi già mà muốn tạo công đức nhanh thì đâu cần công đức nhiều. Hiểu cái này thực làm cho đúng. Bởi trên 60 tuổi rồi, tất cả những người trên 60 tuổi thì công đức tạo được nguyên, thần không bồi. Chỉ cái tuổi nhỏ nó bị bồi, mỏ bồi để gì? Để làm ăn thôi. Cái tuổi mà hết làm ăn rồi tạo công đức bao nhiêu thì nguyên si cái nấy, thần thực thi nhân quả đúng cho về hết. Nhưng mà về hay không là do mình đó. Nếu mình muốn về thì cho đúng. Còn có lúc mà mình nửa về nửa không. Bởi vì mới có cái vụ mà hỏi giờ muốn về hay là muốn đi chơi nữa. Nó mình phải giải quyết dứt khoát. Tôi muốn về phải dứt khoát à. Chứ còn nói lơ là nó phân hai rồi nó chụp liền. Nó chụp nó bôi rồi đẩy đi nhân quả liền. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con nghe máy quyển số 9 có đoạn Đức Phật đầu thai làm người lần thứ 3, chung ấm thân của Ngài ở ngoài 9 năm chờ đợi rồi mới đầu thai vào bụng mẹ. Vậy tại sao chung ấm thân của Đức Phật chờ lâu như vậy? Ta đợi thời tiết nhân duyên. Cái đó mấy ông Phật, mấy ông tổ thôi, mình đừng có can thiệp vô. Cái đó là vô cái thời tiết nhân duyên của người ta. Giống như cái chùa này tại sao cất hồi năm 10.156 mà tới 2017 mới công bố ra? Nó phải tự đúng thời tiết nhân duyên mới công bố này là được, chứ đâu phải mới cất cái công bố ra được. Xin lỗi, cất công bố 2016 nó cũng đốt cái chùa này luôn chứ đừng. Phải qua 17 đợi cái bộ luật hình sự nó ra rồi nó mới kèm cái vụ này được. Bộ luật hình sự ra mấy cái chùa này mới còn sống nè. Còn nếu mà không có bộ luật hình sự ra là xin lỗi, cái chùa này đốt đâu. Điều này dễ ở. Trời mà xin lỗi, cái chùa này nó chừng ba người lại nó đập tiếng hụt cũng sụp hết rồi, thấy không? Nó phải đúng cái thời tiết nhân duyên thì cái thiền tông mới ra đời được. Cô này nhớ là thiền tông ra đời nè, luật tín ngưỡng ra nè, nghị định 162 chính phủ sửa đổi ra luôn, rồi bộ luật hình sự ra. Ba cái này nó yểm trợ cho cái thiền tông, còn không có thì xin lỗi 10 cái chùa này nó cũng đập chết rồi. Bây giờ nó đã đúng luật vậy mà thấy còn chao đảo, tới giờ này còn sống không nổi. Viện giáo lý là còn đang kẹt hay nó chưa phải xong hết mà không ra được. Thấy không? Giờ ra được mà không dám phát ra thì có người ăn cướp luôn á. Mình phải hiểu luôn, khổ chứ đâu phải đơn giản đâu. Thiền tông ra đời đâu phải muốn ra đâu, phải đợi thời tiết nhân duyên. Bởi vì trong cái giáo lý Đức Phật ông dặn tức thời gian nào đi ra bằng cái nào, hiện tượng nào làm cái gì nó phải ra cho đúng, chứ không có đúng đâu. Giống như con chạy xe đèn xanh con chạy, đèn đỏ con dám chạy không? Thấy không? Nó phải vậy chứ. Bây giờ đèn đỏ 40 tiếng nữa nó mới cho ra, mà con mới có 20, con nhào rồi cũng chết nữa. Cái gì phải cho đúng luật của nó. Thấy không? Từ giao thông cho đến về công bố quyển giáo lý nó cũng nằm ở trong cái luật của nó, chứ không phải muốn công bố đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trong thân người có hai thứ tánh, một tánh Phật, hai tánh người. Khi bị người âm nhập thì có tánh thứ ba can thiệp, thì làm sao mình phân biệt và phải xử lý như thế nào? Thế là bảo là nó khống chế cái thân người đó. Cái người âm là nó vô nó khống chế cái tánh người để nó xoắn, là nó xoắn ngồi mà. Phân biệt á, là nó dễ đó, mình nhìn cái gương mặt người ta, con mắt người ta nó nhìn nó không có nháy, mà nó nhói, nó nói cái chuyện trên trời đó không à, mà nó nói chuyện linh thiêng quyền bí, nó là mình nhập á, nghe không? Mà cái giọng của nó đó, bình thường con nghe nó khác, đi qua cái giọng người âm nó khác. Nó phải phân biệt cái này, giống như mình coi bói gì thôi chứ có gì đâu. Thấy cái người nào mà âm nhập nó dễ lắm, nó ra nó thường học nói cái chuyện cõi âm. Nghe không? Rồi thứ hai nữa là cái giọng nói nó là khác, nó giọng nói dường như là nó không đúng cái người nữ thì nó lại cái tiếng nó trong hơn. Người nam thì nó nói giống như tiếng người nữ à. Cái cõi âm mà thường nó đổi giọng về âm, thành ra nó hạ cái tiếng nói xuống. Đó là mình phải hiểu cái thế giới này. Thế giới này sợ nhất là cái người âm. Mà âm là do mình chứ không phải là tại mình ham muốn tôi thấy này thấy kia, nó nhào vô nó giúp mình liền thôi. Thế giới này đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác nói mình sử dụng 30% tánh người thôi. Vậy 70% còn lại có phải là do Phật tánh điều khiển hay không? Có nghĩa là mình thấy thì tất cả những người đường thấy thì phải tưởng tượng ra. Mà mình thấy thì cũng phải tưởng chứ không phải theo nhau. Hồi đó mình tưởng tùm lum, tưởng theo kiểu 8-4.000 thứ. Bây giờ mình tưởng 2-3 thứ thôi, sử dụng ít lại. Bởi vì tôi nói là tề cái tánh lại, chứ không phải chặt. Chứ không phải như ông này chặt 16 thứ tên người, chặt nó mất sao được. Tề nó lại, tề để cho nó hề bằng cái ống như hồi xưa đó. Con ưa giận phải không? Ưa giận 10, giờ con cũng giận 5-3 thôi, cho nó nhẹ lại. Chứ ai cũng không giận, phải không? Chỉ có người chết nó không giận thôi, chứ người sống cái gì cũng giận hết. Nhưng mà con người tu thiền tông mà hiểu được rồi, dường như nó biết mà nó không giận. Mà cái ít lắm, cái phần này, cái thành phần này rất ít. Cái này là do cái kinh nghiệm mình nhìn cái người mà cõi âm nhiều. Con đi đâu mà con thấy người mà cõi âm nhập á, Rồi con nghiên cứu đi, rồi 2-3 cái nó y chang vậy, không khác nào, không có khác đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Bạn con khi nằm thả lỏng người ra thì có cảm giác như rất nhẹ, cảm nhận xung quanh có mùi thơm và sự dịu mát. Vậy hiện tượng đó là gì ạ? Thứ nhất là tưởng, thứ hai là thích. Tưởng rồi thích. Thích cái gì thì nó vô cái đấy. Thế giới này thánh thần, muốn ai? Thần thì nghiêm túc, thánh thì theo cái tưởng con người. Tại sao người ta thích đi cúng lại cái này kia là do cái tưởng thôi, là do cái tưởng con người nó mới ra cái này, thấy không? Con người ta chết vì cái tưởng này nè, chứ không có gì. Tu không tu cũng do cái tưởng, mà giàu nghèo cũng do cái tưởng này, chứ không có nào khác rồi. Thế giới này không, cái tưởng là số một, bắt buộc con người phải sống với tưởng. Vì vậy mà Thiền Tông bắt cho anh tưởng, cho anh tưởng thoải mái luôn, nhưng mà anh tưởng phải, thấy không? Còn vật lý không có nói cái chuyện này. Vật lý tu, anh muốn tu anh ép không cho tưởng, mới tưởng nó đi vào trong cái bất động á. Phải là đa người tu mà nó thành quả cao nhất là thành A La Hán, dù bất động không cho tưởng nữa là nó cứng ngắc luôn á, thấy không? Thì vì thế mà nó vào trong cái bất động rồi nó sẽ có thần thông nó phát ra, mà nó phát ra là cái tai họa cho cái người đó. Rồi cả suốt đời nó sẽ làm cái thần thông hoài, nó không khi nào nó gặp được cái giải thoát được đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thiện ác là ở chí ta, chánh tà là ở tại tâm ta. Hai câu này là có ý nghĩa như thế nào? Do tưởng, thiện cũng tưởng mà ác cũng tưởng, do cái tưởng nó ra thôi. Cái gì nó cũng ta thôi. Chánh tà gì nó cũng là do cái tưởng của người ta thôi, thấy không? Chứ đâu có gì đâu khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Làm sao để mình phân biệt được giữa cái biết của tánh Phật và cái suy nghĩ của tánh người? Cái này là tương đối thôi. Biết thanh tịnh là tánh Phật, biết mà tưởng là tánh người. Mà cái này là tương đối thôi, chứ không có không. Cái trong thế giới này tánh Phật biết dẫn qua cái tánh người, nhưng mà nó sàng lọc lại. Biết 100% là tánh người, biết 30% là tánh Phật. Bởi vì khi thấy chồng thấy phải xa luân hồi, thấy là anh chồng đủ 10 thì nó năng luân hồi nặng, chồng 2-3 thì nó luân hồi nhẹ. Nó bắt buộc phải tưởng. Thế giới này bắt buộc phải tưởng. Giống như thế giới này anh phải có ăn, anh mà không hiểu đạo đức thì anh ăn cho no, còn hiểu đạo đức thì anh ăn đầy đủ, vừa đủ thôi. Tức cũng phải ăn thôi. Con người sống ở đây là phải tưởng, mà mình hiểu rồi thì mình tưởng nó đúng trong cái phạm vi nhân nghĩa lễ trí tính. Còn mình không hiểu cái này thì tưởng ngoài cái này, nó chỉ vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Màn trong suốt ngăn cách giữa sanh tử và vô sanh có hình tướng như thế nào? Trong suốt, bây giờ con hỏi vậy, chứ con đi trong cái xe hơi đó, con ngồi trong cái xe, cái kiến trong suốt là như thế nào? Nó chắn gió được à? Không? Con không có kiến, nó thổi gió chạy 100 mã số, nó thổi quét mắt con. Bây giờ con chạy 100 mã số, mà cái kiến nó trong không thấy đó, là con tả hình dáng gì thôi. Con tả hình dáng nó như thế nào? Đã trong suốt mà con tả hình dáng gì nữa? Có nhưng mà không. Tại vì tại sao ta nói là không khí? Cái khí nó có nhưng mà ta không thấy, người ta gọi là không khí. Chứ sao là không có? Không có sao mình hít thở được, thấy không? Thì cái trong suốt thì thí dụ vậy, thì giống như nếu câu hỏi này thì hỏi Trần Nhân Tông đó, để năm sau lên để ta chỉ cho các cái chùa động, ông chỉ cho. Đó, đây là cái thuật của ông Trần Nhân Tông ngày xưa. Ông Triệu Nhật Trường hỏi chứ bệ hạ mà Thái Thượng Hoàng mà khi thấy đạo làm sao? Nói cho con nghe, rồi năm sau mình lên để ta chỉ cho mình nghe. Để mới thuật cũng các cái chùa đồng ổng dụ này lên. Đó làm sao chỉ được? Con hiểu không? Hiểu cốt truyện đó con sẽ biết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi con thấy cũng còn nhiều á. Chú có mệt không? Mệt không? Cứ đúng 3 giờ. Vì nguyện thì Bích hỏi, Nguyễn Bích hỏi. Câu đầu tiên, thưa bác, làm sao mình biết được chung ấm thân của mình đi được bao nhiêu km ạ? Tôi nói bây giờ á, ở trong cái Trái đất này nè, mình mang thân tứ đại, mình thấy 1.000 thước là mình biết á. Rồi lên đây mình thấy sáng rồi 1.000.000 lần. Mình thấy cả cái vùng mà có phân định luôn á. Nếu mà chúng thấy cái phân định của ranh giới thần và ranh giới thánh luôn á. Thấy không? Mình đừng có lo chuyện đó. Khi trở thành trung ấm thân mà đi được về Phật giới thì. Còn nếu mà mang trung ấm thân không được về Phật giới, đừng có mong cái này là do thần thực thi nhân quả hết. Thấy trong này nước Tịnh Độ nó đẩy, nó quăng lên nước Tịnh Độ, lên trở rồi làm gì làm. Lên đó rồi xin mẹ tiên cho vợ mẹ, cho con vợ vô làm con của mẹ đi. Rồi mày vô đây. Rồi 2.800 ngày tao đẻ mày ra, mày làm tiên có vậy thôi. Giống như con của mình, mình tưởng nó quá chứ cái cõi vô hình nó cho mình thụ thai xong rồi mình đâu có biết con mình là ai đâu, đẻ ra mới biết thằng A thằng B C chứ làm sao biết. Đi vào trong cái thế giới vô hình nó cái gì nó hiện rất rõ, còn mình thế giới hữu hình cơ. Thế giới hữu hình nhìn qua tờ giấy không thấy, còn thế giới vô hình nhìn cái bức tường không ăn thua gì. Nó phải hiểu cái thế giới nó vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con có thắc mắc là những người vào được trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương trở về âm dương rồi, sao vẫn quay lại để nói câu nghiệp chướng bổn lai không ạ? Ai nó quay lại nói nghiệp chướng mà nói trong đó, khi trong cái trung tâm vận hành luân hồi mà cái bằng trung ấm thân nó giả hết ra thì trước khi về Phật giới phải thốt ra cái câu này. Trước khi mà điện từ dương nó đẩy về Phật giới thì tôi không ngờ ngày xưa tôi tưởng đâu là nghiệp nó là thiệt, ai về nó là hiệu quyển quá. Thấy không? Nó là nghiệp chướng bổn lai không. Nói là nói một câu sau cùng để ông về Phật giới, ông thốt cho ổng. Hoặc là đi vô trong đó 5-3 người, 5-3 cái trung ống thân nó nói chuyện với nhau. Hoặc là ông Phật dẫn về thì người này mới thốt cho ông Phật biết bây giờ con mới biết rằng nghiệp chướng không phải thiệt, là nói câu gõ là nghiệp chướng bổn lai không. Chứ sự thật nghiệp chướng không phải là thật. Nói cho hiểu vậy thôi. Trước khi từ giả thế giới vật lý này phải thốt ra một câu này để về. Thấy không? Giống như mình ở đây đi qua Mỹ tưởng nó sướng làm gì, làm tiên ở bển, giờ chạy về qua bển khổ quá. Không ngờ ở Mỹ bây giờ về tới Việt Nam mà trời, không ngờ bên Mỹ khổ quá. Ở đây ai cũng ham về qua Mỹ, qua rồi sẽ thấy. Qua sẽ thấy, xin lỗi mình mấy người ở Mỹ mà làm công nhân ấy, giống như mà mấy người ta đây đi làm ruộng mà sắm mời đi cỡ comment cồn thì theo ăn vô xưởng ăn, vô chỗ làm ăn về y như mấy ông làm nông ở đây thôi, chứ không khó nó thiệt. Rồi vượt qua đây, bởi vì tôi nói cái người mà nghèo qua Mỹ thì được, mà cái người khá đừng đi, thôi ở nhà đi mình hưởng rồi. Không bển có tiền đi chơi, muốn chơi đâu chơi ha, tuyệt đối đừng ở. Bởi Mỹ thì phải nghèo, còn giàu vợ ở ương đó, nó thiệt à. Thí dụ mà con mà có một cái nhà rồi đó, con có bệnh rồi thì không có ai tài trợ anh nữa. Anh bán nhà đi, anh chữa mà bán như hết nhà đi rồi tôi tài trợ. Còn nhà thì phải tự lấy tiền ra mà chữa bệnh à. Chứ không phải là còn bên Mỹ tha là nghèo, cái gì cũng sướng hết. Còn một là giàu nứt vách luôn, được thành công ty. Thì bởi vì công ty nó đâu có sợ, nó đâu tiền lặt vặt đâu, nó sợ đâu. Nên nhớ nào đi đâu, đi ra ngoài mà chỉ cái ngón tay mình đứt về vô băng là $100. Mình ở đây mua cái băng keo có 1.000 bạc băng hết. Vô chảy máu, bên Mỹ mà chảy máu đừng có ngồi mà băng. Nó vô rồi nó làm dữ lắm á. Mà rẻ nhất, vô ra rẻ nhất là $100. Còn mổ sẽ là phải $10.000 chứ không có nói 2-3 triệu như mình ở đây đâu. Đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Những người mà không tạo công đức nhưng luôn nói là tâm cảnh không dính nhau, nói là giải thoát, vậy người này chết thì sẽ đi về đâu ạ? Đi làm thánh. Mình không được cái đó gọi làm thánh. Thì trong kinh Đức Phật cũng nói mình không phải là Phật mà mình nói tôi là quốc. Mình không phải là vua mà nói tôi là quốc vương. Nó mấy người này là vậy đó. Nó là cái câu này là nói cho cái tiền đi vào cái cõi 18 tầng đó. Phải không? Nó chết bên con người ta chết gì, con ếch nó chết gì cái lưu miệng, con người ta cũng chết gì cái lưu miệng. Mình ở tầm cỡ nào thì mình nói theo tầm cỡ nấy thì được, đừng có nói quá. Người, bởi vì trong kinh thường thường nói các con là người dân thường đừng có xưng mình là quốc vương. Tại sao? Bị chặt đầu lúc nào cũng hay đó. Rồi hỏi tiếp đi. Nhà vị Văn Sang hỏi, cho con hỏi trong hình cấu trúc sức hút vật lý âm dương thì nơi chư Phật phân thân đề ngự là 95 km đến 100 km. Còn bài dặn dò đường về Phật giới, công đức và phước đức bằng nhau thì nơi Phật ngự 50 km. Xin Thầy giải thích giúp con ạ. Thế đó là cái vùng của chư Phật đến để mà rước. Còn cái hút vật lý á, cái tầng ô dôn nó cao nhất là 10.000 cây số. Còn cái tưng mà cái lực hút mà cái tầng ô dôn mà nó để ô dôn nó không phải có một lớp đâu, nó không phải nó, bởi vì cái nó cỡ từ 10.000 cho đến 1.000 trong thời gian đó, tùy theo cái lớp mỏng lớp dày của nó. Thành ra bây giờ cái này người ta nói về cái căn bản thứ nhất nè. Thánh 5 cây số, thần 10 cây số, ông Phật vô 50 cây số, ở trong cái không gian đó, ông tạm thời ông ở đó thôi chứ không phải ông ở vĩnh viễn. Khi nào có người về ông mới phân thân tới, ông mới rước về, ông ở chỗ đó tạm thời thôi. Còn cái tổ chức của nó đó, thì nếu mà cái tầng ozone cao nhất là sẽ 10.000 cây số. Rồi cái sức hút, còn tầng ozone thì 1.000 thôi. 1.000 cây số là cái tầng ozone nó cản lại. Giống như mây ở đây nè, mà nó có 9.000, 8.000 cây số là cao nhất, còn thấp nhất là 600. À, vì thế mà máy bay vừa qua tới 9 cây số của nó trên mây rồi. Đó, mà cái đường bay mà để cho máy bay nó hoạt động được là 16 cây số thôi chứ không cao hơn được. Qua nữa nó thành cái không khí loãng thì máy bay nó không có điều khiển được. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này á, thì nó chia ra nhiều tầng bậc, nhưng mà ông Phật á, ông nói về căn bản để nói về cái vấn đề mà thánh thần và Phật thôi. Còn ở vấn đề mà chi tiết đó, thì khoa học để lại cho khoa học nó phân tích. Chứ hồi xưa ông nói cũng không ai hiểu cái này đâu. Bây giờ ông nói là ông Phật sẽ vô phải 45-50 cây số ở đó đó, thấy không? Còn cái mà sức hút trái đất á, nó là 10.000 cây số. Còn ở về thánh thì 5 cây số, thần 10 cây số. Đây là cái căn bản để cho người ta biết. Mà khi mà người mà mang trúng ống thân ra thì ta nhìn thấy 5 cây số, người ta biết. Ta biết cái vùng đó. Cái vùng đó là có cái ranh giới đó. Mình mang trung ống thân mình nhìn thấy được cái ranh giới này. Còn mình mang cái thân tứ đại không thì không nhìn thấy được. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật tử Đặng Đại Thành hỏi câu đầu tiên. Con thấy nhiều chùa ở các nơi có hình tượng 4 chú tiểu dạy người tu không thấy, không nghe, không nói, không biết. Xin cho con hỏi con người và xã hội sẽ như thế nào khi làm điều đó? Điều đó có giúp cho họ nhận ra Phật tánh của chính mình hay không ạ? Ở này mấy ông tiểu thừa không thấy, không nghe, không nói, không biết bằng cái mấy đứa tiểu bịt con mắt, bịt lỗ tai, bịt cái miệng, thấy không? Cái đó con tiểu thừa biểu dụng công tu cái kiểu đó đó, cơ thiền tông cho đánh lộn luôn á, thấy không? Thiền tông cho đánh luôn chứ không phải vào không là vì thế mà ông Trần Nhân Tông mới đập lộn. Chứ nếu mà bịt miệng, bịt mắt thì ông Trần Nhân Tông chắc lẽ nước Đại Việt mất rồi. Nếu mà cái thiền tông này bịt miệng thì chùa Thần Tông mất. Nó nói 1, tôi nói 10. Suy nghĩ đi, anh này hỏi đi. Nếu mà tôi bịt miệng cái này, cái chùa mất liền. Thấy không? Mà tôi bịt con mắt cũng mất luôn, tôi bịt lỗ tai cũng mất luôn. Xả láng luôn. Đó. Nhưng mà cái chuyện mà thế giới vật lý nó khác. Còn bên về thế giới giác tu giờ, bởi vì tôi nói có công đức vô lượng rồi á, giết người còn về được mà ăn nhậm gì cái chuyện này. Ông Trần Nhân Tông giết bao nhiêu người? Từ mỗi lần ông ra ông đánh đâu phải ông giết 2 thằng đâu, mẹ mấy chục người ông chờ hết luôn. Thế ông bà cũng về được. Cái này là nói của mấy người tiểu thừa không nói, không nghe, không thấy, không biết, thật là đuôi. Thì nói ông tiểu thừa, tại vì ông không hiểu cái thiền tông. Chứ hiểu thiền tông không có làm cái chuyện này đâu. Rồi, hỏi tiếp đi. Như trong kinh có nói lúc Đức Phật để tâm thanh tịnh mất 7 ngày 7 đêm cho khối nghiệp tuôn ra hết. Khi các chân long toàn thân tứ đại dựng lên là lúc đó Đức Phật nhớ lại tất cả và Đức Phật luôn tam minh lục thông, phải không ạ? Này mấy ông Tiểu Thừa nói chứ không phải đâu nói chuyện. Ông tưởng ra kinh sách, bởi vì tôi nói kinh sách sai 60-70%, thường thường mấy ông thầy sao để vô cũng cái kinh A Hàm. Ông cũng nói vậy. Bây giờ tôi nói kinh A Hàm ông nói về ông Phật ngồi thiền chứ không phải ngồi A La Hán đó, mà kêu bằng xét đánh 7-8 trâu chết mà ông cũng không nghe. Thấy không? Vì làm sao mà có cái chuyện này? Tất cả những cái việc sau này là do mấy ông thầy sau thêm là theo cái ý ổng để chi dụ với cái người mà không tu. Chứ nếu mà thiền tông bây giờ tôi nói thiệt, bắt đầu thiền tông ra nói rồi thì ai mà tu thiền tông được có đi lại nữa, hoàn toàn không lại nữa. Không có cầu xin ai nữa không? Chỉ trừ không hiểu thôi. Chứ đã hiểu thiền tông rồi không có cầu xin lại lục ai hết đó. Biết được hết rồi. Mà mai mốt này đọc cái giáo lý xong rồi biết hết rồi muốn về Phật giới lúc nào về. Có giáo lý muốn giúp ai về Phật giới dễ ợt. Tôi cho chị mượn nè, 3 bữa chị trả lời tôi. Mà nếu mà mượn mà trả lời khen mình thì công đức. Còn nếu mà quăng nó lợi thôi, tôi không biết gì hết thì kể gì không có gì hết. Thấy không? Muốn về Phật giới thì phải công giáo lý phải ra. Còn giáo lý không ra thì đừng có mong, đừng có mong. Bây giờ không giáo lý không ra thì còn 5 ăn 5 thua đó. Bởi vì nó có nhiều khi hiểu nó không đúng. Bây giờ hiểu đúng rồi thì giáo lý ra, hiểu đúng một cái là về Phật giới dễ như ăn cơm. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, tu theo pháp môn thiền tông cốt để trở thành Phật, mà con có nghe bác giảng phụ nữ không thành Phật được. Vậy thưa bác, phụ nữ hội đủ 3 phần: ham muốn mãnh liệt, về Phật giới, tạo công đức thật nhiều, học thuộc công thức trở về Phật giới. Vậy thì phụ nữ về đâu và thành quả cao nhất là gì ạ? Ai nói phụ nữ không về được, nói tầm bậy. Nam nữ đều ai cũng có Phật tánh thì ai cũng phải về được với điều kiện. Bởi vì người ta dặn đó, khi về Phật giới phải dứt khoát với ông thần. Tôi muốn về, mình có 2 món nè, muốn đi lên trời rồi muốn đi về Phật giới. Ngồi lưỡng lự 5 phút là ông cho mình về tịnh độ liền. Đừng có lưỡng lự, phải không? Bởi vì cái này phải cho kỹ đàng hoàng. Tới đó thì phải 1 là 1, 2 là 2, chứ đừng có ngồi đó mà lưỡng lự là không có được. Còn có chuyện là phụ nữ không về được là mấy ông thầy chứ. Đã tôi nói rồi, ông thầy ông lừa chứ làm gì có cái chuyện này. Ông thầy ông lừa để chi? Để mấy người nữ phục tùng cho ổng thôi. Chứ làm sao có cái chuyện mà này. Nếu không, đã thành ai cũng có tánh Phật nhau thì lột cái xác âm dương nhiều thôi. Âm nhiều thì nó ra âm nhiều, dương nhiều âm ức nó ra âm ít thì thôi. Chứ làm sao mà ấy, tánh Phật ai cũng là nguyên tử sáng thôi. Không có cái nào được, không nào giống được trong cái đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác có nói dù hội đủ 3 phần nhưng không mở được mắt đạo thì cũng không thấy được đường trở về Phật giới. Vậy cho con hỏi muốn mở mắt đạo thì làm cách nào ạ? Kiến tánh á, mắt đạo là kiến tánh á. Anh có gì mà anh không kiến tánh là không có về được. Giống như mà anh có tiền thì nhiều mà anh không thấy đường thì anh không có đi được. Chứ bây giờ nếu mà anh có tiền nhiều, tiền ít, tiền nhiều không biết, nhưng mà anh thấy đường anh đi được. À, còn nếu mà anh có tiền thật nhiều mà mắt anh không mở thì anh mù, anh cũng không thấy đường. Không có ai cho anh đi ra đường đâu. Ra đường thì xe nó đụng anh chết liền á. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, công đức bị bôi đen đến khi trở về Phật giới thì có còn giá trị không ạ? Nó vô trung tâm vận hành là nó thoát ra hết rồi. Âm dương nó trở về, âm dương bôi đen là điện từ âm chứ có gì đâu. Nó về đó nó trả lại hết. Bởi vì trong cái bài dặn dò tôi nói là vô đó, thì ác đức cũng trở về thế giới này, phước đức cũng trở về thế giới này. Chứ không có cái chuyện mà đem về bển đâu. Bên đó là điện từ vào trung tâm là nó không còn hút nữa. Thì âm nó hút về âm, dương hút về âm thôi. Đó, thì về bên Phật giới thì chỉ có mang cái công đức thôi và tánh Phật thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, công thức trở về Phật giới con thấy công đức vô lượng. Trong vòng 5 phút thức dậy thấy mình ở trong bầu tròn màu vàng, sáng ánh rất trong. Công đức và phước đức bằng nhau thì 30 phút thức dậy thấy mình ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Vậy bầu tròn này có phải là trung ấm thân không ạ? Vậy đúng rồi, bầu tròn là trung ấm thân, là cái điện từ âm dương á. Hồi đó nó bao cái thân tứ đại, giờ nó không bao, nó co lại, nó thành là trung ấm thân. Thì trong cái bài dặn dò ta đã nói rõ rồi đó. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy thưa bác, người có công đức ít, ác đức nhiều, phước đức nhiều, trong vòng 8 tiếng sẽ thức dậy, chỉ thấy các vị thần và dòng tộc đứng bao xung quanh, con không thấy nói đến người nằm trong ở trong bầu một tròn màu gì ạ? Bây giờ đó đã cái thần của mình đó là điện từ âm dương, trung ấm thân nó bằng điện từ âm dương. Đã điện từ âm dương mà trong này đó, nói mà nếu mà cái thế giới mà vô sắc á, thì nó là của là không màu sắc, còn cái này nó không phải vậy. Trong cái thế giới mà vô sắc á, điện nó xẹt ra, nó không có thoát ra được cái mặt ánh sáng nha. Còn của mình ở đây tuy nó không có, nhưng mà điện âm dương nẹt ra nó vẫn có, thành ra không nói là vô sắc được. Mà để ta chỉ sử dụng là điện từ âm dương thôi, thì đâu có cái màu, nhưng mà nó hiện ra. Bởi vì nó hiện ra là khi nào công đức nhiều thì nó là màu vàng, còn phước đức nhiều màu trắng, ác đức nhiều màu đen, có vậy thôi. Tùy theo nó mang cái lớp, chứ giờ hỏi chung thì không có được. Trung ấm thân không thể nói chung được, giống như con người không thể nói chung con người được. Thì bây giờ anh đã trắng thì biết trắng sao, đen sao rồi, mình làm sao diễn tả được, thấy không? Phải nói từ mà nói là chỉ con người thôi. Con người có da vàng, da trắng, rồi da đen, có vậy thôi. Chứ mình đâu biết đen nhiêu, rồi vàng bao nhiêu, rồi trắng bao nhiêu. Mà nó phải nói từng chi ly được mới được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Khi học biết được công thức đường về Phật giới rồi và hiểu được ý nghĩa câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến tướng phi tướng tất kiến Như Lai trong Kinh Kim Cang, lúc nào câu đó cũng phát ra trong đầu hoài. Vậy thì câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến tướng phi tướng tất kiến Như Lai này có gọi là pháp trần không? Không, cái này là học vật lý. Pháp trần đó khác. Pháp trần là cái con nhớ con đường về. Còn là cái này là thấy sắc, thấy gặp Phật giết Phật, gặp ma giết màn. Cái này là trong cái lúc mình tu hành, nói vào cái về tu hành. Cái kia đã về cứ lo cái thanh tài thôi, chứ còn ở đây kia rồi cứ gặp Phật giết Phật, ra gặp một Phật thiệt cũng giết ổng ra sao? Cái này là nói gì trong thế giới tu hành thôi, thấy không? Còn mà đi về Phật giới thì đi ra rồi thì vô đó, để ổng làm gì kệ ổng, ổng dẫn đi đâu thì cứ đi đó, ổng biểu đợi chừng nào cứ đợi chừng đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thầy và cũng là soạn giả Nguyễn Nhân có tán thành Phật tử hành trì kinh chú Lăng Nghiêm không ạ? Không có hành trì, tôi thì không có hành trì, mà tôi chỉ có đọc thôi. Tất cả trước khi tôi nhận được cái quyển này thì tôi phải đọc tất cả các kinh. Mà tôi không phải đọc như bây giờ đâu. Hồi xưa đó tôi đi làm, mà tôi có cái máy cassette tôi bỏ trong túi á, tôi nhờ một người thâu cho tôi hết nguyên bộ kinh, tôi bỏ trong cái máy cassette á. Đi đâu khi là tôi rảnh tôi bỏ túi tôi nghe. Tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, mà có nhiều khi cái lần đầu tôi nghe tôi không hiểu à. Nhưng mà tôi nghe lần thứ ba cái tự nhiên nó có cái hiểu. Tôi mới phát ra, tôi mới xem lại trong cái quyển giáo lý này nè, tại sao cái kinh nói vậy. Thì vì thế mà tôi mới nói là cái tất cả trong cái kinh hiện giờ thì nó đã sai 50-60% là do mấy ông thầy sửa. Trong cái lời trong giáo lý là cái lời là trúng nhất. Là vì sao trúng nhất? Vì mấy ngàn năm nó không được ai dịch ra hết, mà chỉ từ khi ông Phật Thích Ca ông viết cho đến khi đến Long Nữ dịch ra thôi, không có người thứ ba thứ hai. Vì thế mà cái kinh này rất đúng. Vì thế mà tôi đọc nhiều cái kinh kia, tôi thu cái máy tôi nghe hoài, cái tôi ủa tại sao nó có này, thì tôi mới xem lại cái quyển giáo lý, tôi nói cái này nó không đúng, này là do ông Phật đã nói rồi. Tới đời mạt pháp á, thì kinh của Như Lai nó sai 50%, nhờ cái quyển giáo lý này để nó chuẩn lại cái kinh này. Mình mới có nhiệm vụ này thôi. Nhưng mà mình nói chứ đâu quay đầu dám. Hôm trước là chú nói là chuẩn quá thôi. Tôi nói cho hiểu, nghe không nghe thôi chứ. Chứ bây giờ tôi nói gì? Nói về toàn bộ về cái sự tu nè. Tôi nói tu theo thần thì giải thoát được, lên trời được, xuống địa ngục được. Tu theo thánh ở tại chỗ luôn, không giải thoát. Mới tôi nói đây là cái công thức tuyệt mật của nằm ở trong quyển giáo lý. Ai dám nói câu này. Tại sao tu đây mà tu theo thần, theo thánh mà không tu theo Phật? Đạo Phật mà tại sao không tu theo Phật? Phật chỉ là người toàn năng toàn giác viết ra thôi, chứ không phải tu. Ổng cho mình, ổng không cho tu theo ổng. Ổng là người toàn năng toàn giác viết công thức để tu. Ai muốn tu gì tu, nhưng người ta chỉ. Vì thế mà cái câu này nó tuyệt mật nằm trong quyển giáo lý. Bây giờ tôi mới hé ra, chứ trong quyển giáo ai biết cái chỗ này. Tại sao tu Phật mà phải tu theo thần? Tu Phật mà tại sao phải tu theo thánh? Ai đem cái câu này, nếu mà tôi chưa có giải thích ra đó, thì ai hỏi câu này tại làm sao Đức Phật phải nói câu này? Đây là trong cái quyển giáo lý của nó, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Xin Thầy giải thích giúp con câu nói của Thiền sư Huệ Hải. Bậc Thánh thấy mình có hội đạo, vị đó là phàm phu. Phàm phu thấy mình có hội đạo, người đó đã vào được Bậc Thánh rồi đó. Bây giờ nói thiệt ai con á, con biết chữ đi, con không nói gì trọi á, phải không? Mà cái người không biết chữ ưa ra chữ kia mà người ta nói là xấu hay làm dốt, mà dốt hay nói chữ á. Mấy thằng trai dốt ưa nói đó. Còn mấy thằng trai biết chữ nó không khi nào nó nói. Thì mấy cái ông mà thật sự hiểu đạo không khi nào đi nói đâu. Mà mấy thằng bép nhép đó, mấy thằng đó là không hỏi đạo. Bởi vì thấy mình có hội đạo thì nó là phàm phu. Cái thằng nào bép nhép nó phàm phu á. Còn nào thấy mình là không có hội, là mình không có gì rồi đó. Nhưng chính cái ông đó, ông là thánh đó. Để ông Phật với ông nó đưa ra ví dụ nè. Người ta hiểu ta không nói, chính là người đó mới quý đó. Còn cái ông mà không hiểu cái nói hoài. Để này, thế gian này rất nhiều người nè. Rất nhiều người, mình gặp 100 người, mình tu thiền tông này, mình để ý, mình thử này nè. 100 người mình đi gặp bất cứ nào không tu, nói về cái đạo nó giải thích cho mình nghe. Chứ lão nó không hiểu đâu. Mình thấy biết nó không hiểu. Thấy không? Khi mình biết rồi thì mình mới không nói. Chứ nếu mà mình không biết thì nó nói mình cũng nói. Đó, thì vì thế mà cái thiền tông ra đời mình ngộ được thiền rồi thì ít có nói lắm. Ít có nói nè. Thì xin lỗi bây giờ hỏi chứ toàn cầu ai biết cái này? Toàn cầu ai biết cái công thức giải thoát này? Trong nước Việt Nam đang phổ biến mà còn không biết, mà chỉ có mấy cái người tu thiền tông mới biết thôi. Gần 100 triệu người dân Việt Nam mà mới có 10.000 người tu thì có 10.000 người thôi. 100.000 người với so với 10.000 người là bao nhiêu? Còn bao nhiêu họ không hiểu. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi sau cùng buổi giải đáp ngày hôm nay là xin Thầy giải thích tiếng Pháp trong bệ tánh, thanh tịnh Phật tánh, tiếng đi khắp chốn khắp nơi, nhưng trong Pháp tánh không đời mất đi. Nếu như tiếng Pháp lại thì tiếng trong như nước cũng y ban đầu. Dừng tưởng tiếng nói ban đầu, chỗ này không có mất đâu bao giờ. Trên Thầy này giải thích cái bài kệ này ạ. Cái này là cái Pháp, sử dụng cái tiếng nói đó. Bây giờ cái tiếng nói giờ mà chú ngồi đây chú nói ra, thì tưởng đâu tôi nói ra, mất chứ thật nó cũng trở lại đây thôi. Giống như cái bây giờ khoa học nó văn minh rồi, mới cái điện là mình xài đó, mình tưởng đâu là nó xài nó mất, chứ không phải cái dynamo nó quay ra đây nó chạy nó cháy gì thì cái kia nó quay nó phát lại thì nó cũng hút trở lại, bởi vì thế nó có sợi dây nóng dây nguội thì nó lấy trong cái sự mạ sát này nó mới ra cái điện thôi, nó cũng nằm ở trong này thôi, nó đi đâu. Thì tiếng nói của mình cũng vậy, nói rồi thì nó đi ra, chứ nó cũng ở trong này. Thì bây giờ thí dụ một cái mà trước mắt cho mình thấy, không khí này nó ở đâu? Nó ở trước mặt mình đây. Hít vô rồi thở ra đây đâu? thì cũng thở ra chạy vô nhưng mà được cái chu kỳ nó dòng lớn hơn thôi. Thấy không? Mình hít theo không khí đây, mình thở đây thì nó cũng nằm trong không khí rồi, mình cũng hút vô, đi ra vô. Vì thế mà tiếng nói mình nói đây nó cũng vậy, nói ra rồi nó ra, nó rồi nó cũng đã vô chứ chạy đi đâu. Đó. Vì thế mà Đức Phật ông mới nói là tướng nước khi đã vượt lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh nguồn chạy khắp mọi nơi. Mấy ông chạy khắp bao nó cũng trả lời. Khi vào tam giới rộng trôi bị hút vật lý luân hồi chuyển đi. Khi vào tam giới vô đây rồi nó bị hút vật lý, là đi theo cái luân hồi. Thấy không? Không khí nó cũng bàn bạc trong không khí. Đất nó cũng vậy. Mình trồng cái cây, mình ăn trái cây rồi nó đi ra cái cây, nó cũng đi vòng vòng trong trái đất đi đâu. Có nghĩa là mình ăn trái cây là mình ăn đất, rồi xong mình trả lại cho đất. Thì đất nó là quay về cho mình. Nó là cái dòng luân hồi của nó vậy. Thì đất, nước, gió, lửa, điện nó cũng vậy. Điện bây giờ mới thấy điện nó sáng đây chứ sự thật nó đâu gái đâu. Nó phải chạy lại đằng kia, nó hút lại, nó đẩy ra nữa. Thấy không? Nó thành ra cái câu ai để ý trong cái câu mà 80 của Đức Phật dạy trong Bể Tánh Thanh Tịnh. Câu đó rất hay. Nội cái câu đó là biết cách tu thiền tông rồi đó. Nói một bài 80 câu đó thôi. Biết cách tu thiền tông rồi. Nếu biết. Thấy không? Rồi. Câu hỏi tiếp đi. Giờ hết giờ giải đáp. Xin dừng giải đáp buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị nào còn có hỏi chưa hỏi thì lưu lại để kỳ sau hỏi tiếp.